vẫn như lần trước hắn vẫn là đấm trực không được phát nào giang thần đứng nhìn mà ngán ngẩm nghĩ con chim xấu này rốt cuộc có được không vậy điều đại đức được dịp làm cho cửu u quay mòng mòng một vòng lại còn bày ra bộ mặt cợt nhà nói Asia, thật ngại quá vừa mới trùng sinh có một số thuần dư chân khí cần giải phóng chút không hiểu vì quay mấy vòng mấy sức hay do điều đại đức làm gì đặc biệt mà chỉ một cái xì hơi đã khiến cửu u ngã chúi đầu xuống mọi người hốt hoảng gọi đây 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 hạ cửu u bị một cái mông đánh bại rồi giang thần nhìn cửu u ngã xuống mà mất mặt thay cho hắn cửu u lẩm bẩm chửi mẹ nhà ngươi tại sao không một ai đáp lại lời hắn điều Đại đức đi xuống chỗ hắn lặng lẽ ngồi xuống coi mặt cửu u nhưng một chiếc ghế mà ngồi xuống xì hơi liên hoàn khiến mọi người bịt mũi quay mặt cửu u thì thảm rồi hắn ta không chịu nổi những trận xì hơi liên hoàn thối đám đuối phải giơ cờ trắng xin đầu hàng điều Đại đức đứng dậy nói coi như người biết điều phù văn này ngươi cầm lấy về sau không đập ngươi nữa dứt lời điều Đại đức lập nên phù văn khế ước chủ bộc mà đè lên người cửu u giang thần có hơi mất thiện cảm chuyện này vì dù gì cửu u đây là hoàng tử của đại hạ hoàng triều đấy nhưng hắn vẫn rất hoan nghênh đã cho cửu u một bài học đắt giá không nhịn được mà giơ ngón cái khen làm tốt lắm nhớ like nha anh em đang xem video cửu u đứng dậy khuôn mặt lấm lét hỏi chim xấu ngươi đã cho gì vào cơ thể ta vậy điều đại đại đáp không chịu sao không sao bây giờ dù sao người cũng là nô bộc của ta mạng của ngươi nằm trong tay ta cửu u nghiến răng nói ngươi tốt nhất loại bỏ khế ước nếu không đại hạ hoàng triều tuyệt đối không tha cho ngươi điều đại đức trực tiếp nắm lấy đầu cửu u hướng ánh mắt đầy sắc khí hỏi ngươi đang uy hiếp ta sao không muốn sống nữa à một ngón tay của ta là lấy mạng ngươi được giang thần bên này thừa dịp bôi nhọ cửu u nguyệt ly nhìn trong chưa cưới của muội xem không những xấu còn rất yếu hai cái hợp lại thì chẳng được tích sự gì bị một con chim thu làm nam bộc rồi nguyệt ly đáp hắn không phải chồng chưa cưới của ta đợi ta quay về sẽ cảnh cáo cha ta bảo ông ấy bỏ hôn sự này mọi chuyện kết thúc giang thần quay đầu gọi điều đại đức tiểu thế giới đầu tiên không còn gì để xem nữa đi thôi giang thần đang cười thầm có hạ cửu u làm lá chắn con đường về sau dễ đi hơn rồi điều đại đức gắt gỏng gọi cửu u đi thôi tiểu hạ tử ở lối vào truyền tống tiểu thế giới thứ hai đang có rất nhiều người cũng đang đi tới mấy người giang thần đi tới thì nghe được vài người đang bàn luận chuyện gì đó nghe nói một nữ tử đã triệu hoán vong linh đại trận hình như đang tìm người nếu không tìm thấy ai cũng không được đến thế giới thứ hai một người khác thêm vào không động vào được nữ nhân này đã là thần cảnh trung vị rất ít địch thủ nguyệt ly hơi lo lắng hỏi đại ca ca nơi này đáng sợ quá chúng ta có qua được không giang thần trấn an yên tâm đi ta đi xem sao giang thần vừa thăm dò vừa nghĩ tiêu thanh giật giỏi vong linh triệu hoán chi thuật nhưng cô ta không thể giết người vô tội không ngờ thế gian ngoài đồ đệ đó của ta còn có vong linh sư khác bỗng một đạo ánh sáng màu xanh truyền ra âm thanh trên trời là giang thần ngươi chính là giang thần sao phía ánh sáng xanh kia vươn ra một bàn tay to lớn gớm ghiếc đôi tay nhanh chóng tóm lấy giang thần hắn có hơi hốt hoảng nói có gì từ từ nói sao đã động tay động chân rồi một nữ tử bước tới chất vấn hắn ngươi là sư phụ của tiêu thanh giật ư cô ấy đâu giang thần lại hỏi ngược lại cô tìm tiêu thanh giật làm gì người này quen đồ đệ của giang thần hơn nữa cô ta không giống nhân tộc nữ nhân kia nói như quát vào mặt giang thần cô ấy là nữ nhân của ta sau khi bọn ta ngủ với nhau thì không thấy cô ấy nữa ngươi là sư phụ của cô ấy giao cô ấy ra đây giang thần nghe xong có hơi ngượng thốt lên ồ hóa ra là vậy nhưng đợi đã cô ta là nữ thanh giật cũng là nữ mà trong đầu giang thần tưởng tượng ra một ngàn lẻ một câu chuyện tình ái đỏ mặt hắn nhìn vẻ mặt nữ tử đang đỏ lên vì dẫn kia thì đoán nghe cô ta nói có lẽ không phải là giả hắn hỏi có điều cô chặn lối vào thế giới thứ hai làm gì nữ tử kia đáp cô ấy ở tiểu thế giới thứ nhất sớm muộn gì cũng đến đây ta muốn cô ấy đích thân xà vào lòng ta cô ấy chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta giang thần nhất thời chỉ biết cười gượng nói cô đừng kích động đừng kích động thả ta ra đã nữ tử không đành lòng nhưng cũng thả giang thần ra hắn ta nhìn qua cô rồi đánh giá nữ nhân này ít nhất cũng có thực lực thần cảnh trung vị còn mạnh hơn cả hạ cửu u từ quan hệ mà nói ta và cô ta coi như cùng thuyền giúp đỡ lẫn nhau cũng được nghĩ thế hắn liền gọi truyền âm cho thanh giật đến cái đó tiểu thanh giật à qua đây đi đừng sợ thực ra nữ nhân này hiền lắm thanh giật đang co do sợ hãi đáp cái đó đâu gọi là hiền có điều có sư phụ ở đây ta rất yên tâm sau đó hắn nói với nữ tử cô ấy đến liền phía sau lúc này ngoài nguyệt ly ra thì cửu u và điều đại đức cũng đã tới bốn người bọn họ nếu cô ta thật sự có ý đồ xấu với đồ đệ của giang thần cũng có cách áp chế cô ta thanh giật vừa mới xuất hiện nữ tử này liền kích động chạy tới đè thanh giật xuống rồi cô ta lớn tiếng quát cô lần này không chạy được nữa rồi chứ ngủ xong là chạy cha nữ này thanh giật sợ hãi gọi sư phụ cứu con giang thần đang đỏ mặt gượng đáp vấn đề tình cảm vi sư không thể giúp được hắn còn thầm cổ vũ mãnh liệt hơn chút đi nữ tử biểu tình càng trở nên mạnh bạo khuôn mặt cô ta nhìn thanh giật trở nên xấu xa mà nói chi bằng chúng ta tiếp tục chuyện hôm đó chưa làm xong thanh giật hét lên đừng nữ tử kia bóp lấy khuôn mặt nhỏ bé của thanh giật rồi áp sát lại nói nhỏ không đến lượt cô quyết dọa thanh giật một hồi xong cô ta cũng đứng dậy nhỏ giọng hỏi về sau còn chạy không thanh giật nũng nịu đáp, vậy đừng hung dữ với ta như vậy. Cả đám đàn ông đứng nhìn hai cô nương thân mật nãy giờ lại vô cùng nhập tâm, hóa ra các cô gái chơi như vậy. Nis. Một nén hương sau họ chuẩn bị xuất phát đi vào tiểu thế giới thứ hai. Nhưng vừa mới bước tới cửa Giang thần đứng khựng lại như nhận ra điều gì đó kinh khủng. Nguyệt Ly quay lại nhìn hắn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giang thần đẩy tất cả đi vào tiểu thế giới thứ hai rồi hét lên, "Mau đi, đây là mệnh lệnh, chạy càng xa càng tốt, mau lên." Cánh cửa dần dần khép lại. Nữ tử kia nói, "Hắn xúc phạm cấm kỵ pháp tắc của thế giới này rồi." bên ngoài chỗ giang thần khi này đang bị bao vây bởi ba thân ảnh khổng lồ tiếng của họ âm trầm khó lường vang lên không ai có thể hoàn hảo trên đời này không có hoàn hảo giang thần nghĩ vì mỗi cảnh giới đều tu luyện đến hoàn hảo tu luyện đến mạnh nhất cho nên đã xúc phạm cấm kỵ sao trước mắt hắn lúc này là biển tên là cấm tích chi hải từ cổ trí kim người động vào cấm tích đều bị tước đoạt tất cả rơi vào trong cấm tích chi hải mãi mãi không được siêu sinh không được luân hồi hàng trăm dây xích như có linh tính đang trói chặt lấy giang thần hắn cơ bản không thể có một sự phản kháng nào hắn lo lắng tột độ hỏng rồi luồng sức mạnh này vượt qua lý thường thậm chí đến thiên địa cũng có thể khống chế ta hoàn toàn không thể cử động được đây là sức mạnh dường như vượt qua cả thương thiên thế gian này lẽ nào thực sự là thương thiên trí thượng sao tu sĩ thời cổ sao có thể khai thiên lập địa lẽ nào thực sự có sức mạnh trên cả thương thiên sao ta quá ngây thơ rồi luân hồi vài kiếp mà vẫn không thể nhìn thấu những chân tướng này từ cổ trí kim ngươi lúc nào dám đối với ta như vậy sao bỗng nhiên thần hồn giang thần xuất ra khỏi cơ thể thần hồn hiên ngang đối mặt với thân ảnh khổng lồ kia sau đó thần hồn thi triển ra vạn hóa chi thuật, một cỗ sức mạnh hút lấy những thân ảnh khổng lồ. Chỉ phút chốc bọn chúng liền biến mất. Sau khi hút xong những thân ảnh đó, Giang Thần có chút ngạc nhiên, hắn nhớ lại lời cửu công chúa, cô từng nói giọt tinh huyết đó là chìa khóa vạn hóa thần vương để lại cho Giang Thần, không ngờ thần thức của ông ta chưa hề biến mất. Vậy tu vi của ta làm thế nào? Từ khi vào thánh cảnh ta căn bản không thể hấp thụ linh khí, dường như gặp phải một màn chắn không thể phá vỡ. Bỗng khi này Giang Thần như chạy vào một không gian khác, tâm trí hắn đang được ai đó mở ra. Từng phù trước mặt đang bay vô số, hắn kinh ngạc nói, Thiên Tàn Quyết không phải sớm đã thất truyền trước thái cổ rồi sao? Một tiếng nói vọng từ xa xăm đến đáp, thế gian công pháp vô số, tạo ra vô số thiên kiêu cuối cùng thành thần, thế mà lại có một cuốn công pháp trên cả thiên địa, vì quá nghịch thiên mà bị người phong ấn phế đi, sớm đã thất truyền. Đây chính là Thiên Tàn Quyết, thiên địa tối cường. Sự hoàn hảo thật sự là tồn tại chút sơ hở trong hoàn hảo, hoàn hảo và sơ hở bổ sung lẫn nhau, tương sinh tương bạn, tương sinh tương khắc, đây là sự hoàn hảo thật sự. Ta phải tiếp tục ngủ đây, ngươi làm gì thì làm. Giang thần ngộ ra, hóa ra hoàn mỹ chi lộ ta đi ra quá cực đoan không phải là sự hoàn hảo thật sự hắn lấy ra vạn hóa thiên trản trong đầu thầm tự quyết hôm nay lấy danh thiên thần của ta lấy một tuyến tu vi bản thân làm cái giá cầu mở đại đạo chi môn cứ thế giang thần ở trong thần thức đó hết một tháng tới khi hắn mở mắt ra lần nữa là lúc không còn cảm nhận được sự trói buộc của luồng sức mạnh kỳ lạ trước đó nữa linh khí đã tiếp tục tuôn vào cơ thể lúc đó hắn cảm nhận đây mới là hoàn mỹ chi đạo của hắn tuy chiến lực có chút giảm nhưng ta đã nhìn thấy đại đạo thuộc về mình về sau tiềm lực tu hành không thể đo lường được cũng không biết tiểu thế giới đầu tiên có người nhà mình ở đó không đành phải dùng ý niệm điều tra vậy nói là làm hắn đưa tay lên trán muốn dùng ý niệm tìm người nhà nhưng đáp lại thì chẳng có lấy nổi một tia thông tin nào hắn kinh hãi kêu lên không có một ai ta rốt cuộc đã tu luyện bao lâu không trần trừ lâu hắn quyết định phải nhanh chóng đi sâu vào mới được sức cuối huyết lộ là có hạn thôi bước vào tiểu thế giới mới tràn vào mũi giang thần là một mùi thơm dễ chịu vô cùng hắn vươn vai hít vào rồi cảm thán ôi tiểu thế giới này thơm vậy bỗng có một tiếng quát sao lại có nam nhân sông vào ngọc nữ cung Giang Thần lúc này mới ý thức thứ trước mắt mình là hồ tắm của mấy thiếu nữ đang ngâm mình dưới đó. Người nào người nấy cũng đều là mỹ nhân, thân hình không một điểm chê. Ai nấy đều có cặp bưởi căng tròn, làn da trắng bóc, Giang Thần nhìn cái mà xịt cả máu mũi, ôi tôi là tôi cũng muốn à nha. Bắn tu vi tùng lung luôn. Giang Thần liếc mắt ngắm các kỳ quan, từ ngực đến đùi vừa ngắm vừa nghĩ, ở đây là tiểu thế giới thứ ba, ngọc nữ cung chỉ có nữ mới vào. Ta không phải bị truyền tống đến tiểu thế giới thứ hai sao? Tới khi liếc tới những khuôn mặt xinh đẹp thì hắn chợt thấy lại, bọn họ biểu cảm kiểu gì vậy? mấy thiếu nữ kia bước ra khỏi mặt nước trực tiếp đi tới chỗ giang thần rất tự nhiên mà ôm lấy hắn nói hắn chính là chuyển thế của thiên thần thần vương là thật đó người thật luôn giang thần bất ngờ đến bất động hắn còn đang nghĩ bọn họ không phải ở lâu trong ngọc nữ cung rồi kim nén quá rồi chứ một mỹ nhân tóc bạch kim vuốt nhẹ cầm giang thần nói cũng không biết năng lực phương diện đó của thiên thần thần vương thế nào giang thần đầu óc quả nhiên không trong sáng chút nào vừa mới được vuốt nhẹ cầm máu đã không nhịn được mà phun ra từ mũi hắn vừa thích vừa sợ mà nghĩ kiếp này ta sẽ chết trong tay nữ nhân sao để ta chết thoải mái chút đi Giang Thần đang chìm đắm trong sự sủng ái của các mỹ nhân thì có một luồng sức mạnh đi tới để họ ra khỏi hắn. Hắn ngơ ngác hỏi, ấy, sao các cô không tiếp tục nữa sao? Ta được mà. Lúc này họ đang nhìn về một hướng đồng thanh gọi, Lạc Dương. Đứng thứ hai vô thần đại lục danh hoa bảng, bờ sông Lạc Hà, Lạc Dương. Một mỹ nhân khác xuất hiện, diện mạo và khí chất khác trông vô cùng cao sang. Giang Thần nhìn mà phải thốt lên, đẹp quá. Thấy Giang Thần chìm đắm, người đó cất tiếng nói, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi theo ta. Lời vừa cất lên thì cả mấy người liền cứng đờ kinh ngạc, đợi đã. Giọng này, là nam nhân mỹ nhân với giọng nam nhân kia khoát tay nói ở đây âm khí quá nặng hai nam nhân chúng ta sẽ bị ép cạn mất tìm một nơi an toàn hơn tránh đi giang thần cứ cảm thấy kỳ kỳ nhưng cũng gật đầu đáp được rồi hai người họ rời đi tới một nơi khá xa mỹ nhân kia bất ngờ hỏi giang thần ngươi thật sự là thần thần vương chuyển thế sao giang thần nhìn một hồi rồi ngại ngùng đáp cụ đương nhiên hắn không dám nhìn thẳng mỹ nhân trước mặt một nam nhân trông đẹp như vậy không phải là ép ta phạm tội sao mỹ nhân dáng vẻ yếu đuối dùng tông giọng nam trầm hỏi giang thần vậy ngươi có cách khiến ta có cô ta ngập ngừng giang thần liền gấp gáp hỏi cái gì giang thần nhìn cô ta một lượt rồi thầm nghĩ chắc chắn là bản thân trông đẹp như vậy mà lại là nam nhân không ai cần hắn muốn ta làm tướng công của hắn rồi lẽ nào kiếp này của ta phải xúc phạm đến cấm kỵ sao có điều dáng người khuôn mặt này đáng cô ta mở miệng nhỏ nhẹ nói ta muốn trở thành một nam nhân đường đường chính chính giang thần liền đáp nhanh nhỏ vậy chúng ta bắt đầu đi nhưng nghe kỹ lại giang thần mới tự vào một nhát cho mình tỉnh lại ta là vai chính đó sao lại có tư tưởng kỳ quặc vậy người kia ngại ngùng nói Thực ra trong cơ thể ta có hai linh hồn, một nam một nữ. Có một ngày linh hồn của nữ biến mất, linh hồn nam nắm giữ cơ thể, như đặc trưng nữ tính của cơ thể này. Giang Thần đoán như vậy xem ra muốn biến chuyển thành bình thường cần ra tay từ linh hồn. Người kia nhìn Giang Thần vô cùng tin tưởng nói: nếu ngươi chịu giúp ta, ta về sau cũng sẽ giúp ngươi, làm gì cũng được. Giang Thần đáp: chuyện nhỏ thôi, nhưng đầu tiên chúng ta cần tìm được hồn thảo và khu linh hoa. Chỉ cần mượn hai loại thiên tài dị bảo này mới có thể không mất gì cả. Từ lúc nào trời đã về đêm rồi, linh hồn trong thể xác kia cũng biến đổi thành của nữ. Tiếng của cô ta vang lên, từ nay về sau, tránh xa cơ thể này ra. Giang thần có bất ngờ cố bình tĩnh lại hỏi, ngươi là Lạc Dương sao? Sao thành giọng nữ rồi? Cô ta đáp, ta là Lạc Thủy, linh hồn của ta chưa từng biến mất, linh hồn của hắn cũng không biến mất, ba ngày là Lạc Dương, tối là Lạc Thủy. Giang thần nghĩ, cái này, không phải song hồn cộng sinh sao? Cô ta liền gạt đi nói, ai bảo ngươi là song hồn cộng sinh. Ánh mắt cô trở nên buồn man mác hỏi, là Lạc Dương nói với ngươi đúng không? Đó là một tên ngốc. Giang thần thở dài, nếu không phải song hồn cộng sinh vậy thì có một khả năng là song diện linh hồn cùng một linh hồn phân thành hai mặt ta không giải quyết được hắn tìm một chỗ bằng phẳng ngồi cạnh lạc thủy rồi hỏi vậy đợi ban ngày ta giải thích với lạc dương thế nào hắn vẫn nghĩ hai người là song hồn cộng sinh cô đáp cứ mơ hồ đi là được đợi đạt đến thiên nhân cảnh song diện linh hồn sẽ hợp nhất đến lúc đó ban ngày là ta buổi tối cũng là ta vừa nói cô vừa kéo áo khoác của mình xuống giang thần giả bộ che mặt xấu hổ nói ấy cô làm gì vậy lạc thủy điềm nhiên đáp đương nhiên là tu luyện hôm nay nhiều sao trời quá thích hợp tu luyện ngày mai khởi hành đến thiên cung tài nguyên lớn nhất đều ở đó nếu lạc dương lựa chọn ngươi vậy ngươi theo ta đi khí linh tỏa ra cho thấy cô ta đang ở thần cảnh thượng vi cô ta nói xong thì cũng im lặng tập trung tu luyện giang thần ngồi cạnh cũng tu luyện trong đầu không ngừng ngủ thực lực của lạc thủy đã đạt đến thần cảnh thượng vị chỉ còn thiếu bước nữa là thiên nhân cảnh nhắm mắt được một hồi hắn lại mở mắt lén nhìn mỹ nhân cạnh mình đỏ mặt nghĩ mỹ nhân như này không phải ngày nào cũng nhìn thấy đâu một đêm trôi qua từ lúc giang thần tự nhủ ừm ta chỉ nhìn chút thôi mà một chút của giang thần bằng cả đêm hắn nhìn lạc thủy đến mức mắt đỏ ao toàn tia máu một hồi sau lạc thủy vươn vai đứng dậy thân hình mảnh mai hiện ra trong nắng sớm cô nhẹ nhàng nói thiên thần thần vương thời gian của ta đến rồi không có lực khí áp chế linh cô liếc qua giang thần có hơi ngại ngùng nói Ba ngày bảo vệ tốt lạc dương về sau cho người xem đủ điều này không phải quá là đúng ý của giang thần hay sao ở bên thiên cung truyền tống trận hình ảnh lạc thủy và giang thần bên nhau được mọi người theo dõi không biết từ lúc nào rồi thiên hạ đệ nhị mỹ nhân lạc dương Giang Thần và Lạc Thủy cứ thế đi cùng nhau tới chiều ta, Giang Thần vuốt những giọt mồ hôi trên trán thở hát nói, "Phù đã đi hết một ngày rồi, trời sắp tối rồi." Bỗng một người không ai mời đi tới lớn tiếng nói, "Lạc Dương, cô và thánh tử của Thường Minh Tông có hôn ước, được phép ở cùng nam tử khác sao?" Giang Thần bỗng cảnh giác, "Hả? À, có hôn ước à, vậy ta tránh xa cô ấy chút." Nhưng Lạc Dương này lại giữ lấy tay Giang Thần kéo đi nói với giọng nữ nhân, Thương Minh Tông thánh tử, sánh được với Thiên Thần Thần Vương sao?" Giang Thần ngơ ngơ, lại đổi người à? Tên kia nhìn hai người tỏ ra thân thiết hắn tức giận nói bằng giọng khinh bỉ, một phế vật thánh nhân cảnh mà thôi bất luận trước đó hắn huy hoàng bao nhiêu hiện giờ trong mắt ta chỉ là kiến con lạc thủy khi này lên tiếng hắn đại chiến mấy nghìn thiên kiêu ở thành thứ chín ngươi nói hắn là kiến con giang thần không mấy vui vẻ hỏi lại cô ngươi nói đều ta sao tên kia vẫn không biết điều tiếp tục càm giảm dám cướp vợ của thánh tử nhà ta ngươi dám chiến với ta không giang thần lạnh nhạt đáp không dám lạc dương và thương minh tông thánh tử có hôn ước mà cô ta cũng là đệ tử của thương minh tông đây là chuyện nhà bọn họ người ngoài như ta không tiện nhúng tay lúc này bỗng lạc thủy cất giọng nũng nịu nói tướng công đêm qua chàng đâu có nói như vậy lời nói này không chỉ khiến đám người kia bất ngờ tới giang thần cũng kinh hãi lùi lại mấy người kia chỉ không tiếc lời cầm thú chuyện cũng đã làm rồi giờ muốn phủi đít đi không ngờ thiên thần thần vương là tên cặn bã như vậy giang thần muối mặt đi lại gần lạc thủy nói nhỏ ta nói cô có thể đàng hoàng chút không đây là chuyện trong nhà của các ngươi không liên quan đến ta lạc thủy lại tỏ ra oan ức nói lẽ nào ta và ngươi chỉ là ngủ cùng nhau thôi sao lúc này lời mắng còn xối xả nặng nề hơn lúc nãy giang thần ngươi còn là thiên thần chuyển thế không chưa từng nghĩ ngươi là loại người cận bã như vậy vô tình có người nhân cơ hội này còn muốn chiếm lấy lạc thủy mà nói chuyện này ta xử lý cho cô về sau cô theo ta ta không để bụng quá khứ của cô ở tình cảnh này giang thần chỉ biết cười nhẹ nói ha đúng là nữ nhân thấy lạc thủy nhiệt tình diễn như vậy giang thần cũng nhanh nhẹn hùa theo hắn kéo tay cô lại rồi trước mặt mọi người mà hôn cô tới tấp chăm nghe không bằng mắt thấy quả này khiến ai cũng khiếp đảm sau xuôi giang thần ôm vai lạc thủy rồi tuyên bố chủ quyền nhìn rõ đây cướp nụ hôn đầu của nữ thần các ngươi là giang thần ta đấy hắn nhìn gương mặt lạc thủy đỏ ao đang lấy bàn tay nhỏ bối rối che đi vì xấu hổ hắn danh mãnh nói chơi với ta cô chơi lại nổi không thấy nữ thần của mình bị công khai chiếm tiện nghi mấy gã đàn ông sắp phát điên thi nhau mắng giang thần quá đáng cầm thú nơi công cộng dám ban phát cơm chó thật sự không thể tha thứ vô thần đại lục đệ nhị mỹ nhân mà bị tên này chiếm mất rồi lạc thủy cây cú đấm vào người giang thần nghiến răng nói ngươi hay lắm giang thần đáp lại là cô cho điều ta trước đánh người là lỗi của cô đó cô giận dỗi rời sang một bên đã vậy thì ta không làm người nữa khi này cô đi về hướng của vọng linh phong toàn thân bộc phát ra khí linh của thần cảnh thượng vị không biết có phải do giận hay không cô lớn tiếng hét lên hôm nay ta muốn vào vọng linh phong của thiên cung kẻ cản ta sẽ chết bao gồm cả tướng công của ta giang thần nghe cô nói xong liền hướng ánh mắt xuống đám người phía dưới muốn giải thích không phải như các người nghĩ đâu bọn ta trong sáng lắm thấy giang thần vẫy tay đi lại còn khiến mấy tên kia ghét hơn ánh mắt chúng vừa cay cú vừa oán hận nói cướp vợ người khác đã đành bây giờ còn đi bám váy đàn bà đôi cầu nam nữ này một tên bước ra hắn nói với theo giang thần đợi thánh tử nhà ta đến lấy mạng chó của ngươi đi giang thần cũng không đáp lại hắn đi theo phía sau lạc thủy một hồi rồi hỏi làm như vậy có lợi gì cho cô cô đáp không có lợi gì nhưng không muốn bị người khác làm phiền tìm một người làm lá chắn cho ta là được thấy giang thần nghe xong lý do mắt nổ đom đóm vì tức thì cô liền hạ giọng nắm lấy tay hắn kéo đi nói đi thôi không thể cử bỏ lỡ thời gian được huyết lộ không chờ ai cả giang thần cầu nhào đáp đi với ta mới là bia đỡ đạn đấy hai người rất nhanh đã đi đến chân vọng linh phong quang cảnh nơi này quả nhiên hùng vĩ vừa mới tới chưa kịp chiêm ngưỡng thì gặp mấy người đi tới chửi thiên hạ đệ nhị mỹ nữ lạc dương thiên thần thần vương chuyển thế giang thần một đôi cầu nam nữ họ mặc cho mấy người kia chửi thì vẫn đi tiếp về cửu của huyết lộ đứng chặn bên ngoài có một người gác cổng cao to cầm một cây chủy đinh hắn chỉ vào hai người nói lạc thủy có thể lên giang thần ngươi thì không được giang thần liền hỏi ai quy định tên kia liền chỉ vào một phiến đá chửi mắt ngươi mù sao càng hố hồ ngươi vi phạm cả hai nhìn kỹ phiến đá ghi dưới thần cảnh và chó không được vào nói giang thần vi phạm cả hai là chửi hắn vừa không có tu vi vừa là chó đây sao đám người vừa nãy được một dịp cười đau bụng ha 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 đúng vậy ta quên mất giang thần chỉ có tu vi thánh nhân giang thần lạnh lùng khẽ đếm một tên hai tên các ngươi thật sự nghĩ giang thần dễ ức hiếp sao thấy giang thần sắn tay áo lên tên kia cũng không vừa hắn thế mà đã bắt đầu thi triển linh khí thần cảnh hạ vị của mình ra chiến rồi giang thần nhảy lên rút nhanh kiếm khí trong tay ra trông vô cùng thiện chiến hắn vừa lao đi vừa nói hôm nay lão tử nói cho các ngươi không phải kẻ nào cũng ăn bám được đâu đang lúc căng não thì một tiếng quát quen tay cất lên mấy tên các ngươi có dừng lại ngay không ồn ào ảnh hưởng đến lão nương rồi đấy giang thần nghe xong mặt biến sắc liền phanh gấp thu hồi kiếm khí lại bàn tay cũng vô tình đánh trúng hạ bộ của tên kia hắn ta vừa bất ngờ vừa đau vừa chửi giang thần rác rưởi ngươi đột kích ta giang thần nhớ lại giọng nói vừa rồi trong đầu đang vô cùng nghi hoặc giọng nói đó với hắn rõ ràng rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra lạc thủy không để ý đám người kia nữa cô nắm lấy cổ tay giang thần nói hôm nay ta phải đưa hắn lên giang thần lại có vẻ hơi chống cự lại hắn đáp cái đó cơ thể ta không thích hợp hay là thôi đi không để hắn nhiều lời cô một mực lôi hắn đi vào vọng linh phong nói ngươi không tự quyết được giang thần chỉ biết tự trách à đúng là tạo nghiệt hai người nhanh chóng đi vào bên trong của vọng linh phong vừa mới đi vào thì tiếng nói quen thuộc kia nhìn giang thần khinh khỉnh nói dô nhanh vậy đã có tiểu tình nhân rồi sao Giang Thần đột nhiên nhìn khuôn mặt kia trở nên cứng ngắc, hắn xua tay đáp, hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc này mới nhìn thấy rõ chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia, hóa ra là Hoa Liên Y. Cô nhìn hai người Giang Thần đang tay trong tay khuôn mặt trở nên khó coi, cô lớn giọng chất vấn, ngươi bảo ta đây là hiểu lầm sao? Giang Thần lập tức buông tay ra khỏi tay Lạc Thủy lắp bắp nói, không phải như cô nghĩ đâu. Hắn hạ giọng ra vẻ đạo mạo nói, đồ đệ, vi sư lâu ngày không gặp con, thật sự nhớ con nó. Hoa Liên Y bất ngờ đổi giọng đáp, ngươi nói, ta nên gọi ngươi là sư phụ hay gọi ngươi là tướng công đây? giang thần trầm mặc nghĩ cô ấy là người đầu tiên trong kiếp này ngủ cùng ta theo vai vế quả thực cô ấy là chính thất thấy hắn trần trừ như vậy hoa liên y hét lên trách móc có ba người bọn ta vẫn chưa đủ vẫn còn đi hái hoa bắt bướm bên ngoài sao giang thần liền cao giọng đáp lại ta hái hoa bắt bướm ư nói chuyện với sư phụ kiểu gì vậy đủ lông đủ cánh rồi đúng không đêm nay đến phòng ta xem ta xử lý thế nào hoa liên y bị chọc tức bùng nổ linh khí trên người cô lớn giọng đối lại giang thần ta đủ lông đủ cánh rồi đấy thì sao Giang Thần nhìn linh khí thần cảnh thưởng vị của cô thì trố mắt kinh ngạc mà thốt lên, mấy đồ đệ này của ta là sao đây, tu vi của ai cũng cao vậy. Lạc Thủy đứng trước mặt Giang Thần đẩy hắn ra đối mặt với Hoa Liên Y nói, ta không quan tâm các ngươi có quan hệ gì, Giang Thần người này ta giữ chắc rồi. Hoa Liên Y liền cau mày hỏi, cô là cái thá gì? Thấy hai người phụ nữ căng thẳng, Giang Thần liền muốn giảng hòa nói, đều là người nhà mà. Nhưng tình hình là hai người phụ nữ khá căng thẳng, trông họ như sắp đánh nhau tới nơi. Giang Thần lại sợ đám người ở kia hiểu lầm, hắn còn quay ra giải thích, đây là chuyện riêng trong nhà, các vị đừng để bụng nhưng họ đâu dễ thế, họ chỉ thẳng mặt Giang Thần chửi, đúng là cầm thú mà vứt bỏ đệ tử vợ của mình ở bên ngoài trêu hoa bắt bướm, ta nhổ, đúng là hai bông hoa nhảy cắm bãi cướp trâu. Lúc này ở phía đông mặt trời đã hưởng sáng, một tia sáng lọt vào vọng linh phong, linh hồn của lạc thủy lại thay đổi thành lạc dương. Cô nhìn về phía Giang Thần cười như một đứa trẻ hỏi, Giang Thần chúng ta sắp đến tiểu thế giới thứ tư tìm thiên tài địa bảo sao? Giang Thần che mặt nói với Hoa Liên Y, cô xem, chính là như vậy. Hắn đưa tay lên chán định tìm liên kết với Nhược Tiểu thì bỗng phát hiện ra liên kết với Nhược Tiểu Đức rồi hoa liên y lo lắng nói sư phụ vừa rồi mi nhi truyền âm nói nhược tiểu bị người truy sát ở tiểu thế giới thứ năm không may rơi vào hố tiên nghe tới hố tiên giang thần trở nên sợ hãi hố tiên là một di tích ở tiểu thế giới thứ tư được gọi là huyết lộ tuyệt địa chưa từng có ai sống sót ra ngoài giang thần lúc này tức giận vô cùng hắn vừa lo vừa giận hỏi là ai làm khí linh trên người hắn bốc ra bừng bừng đám người đứng đó nhìn hắn mà hoảng sợ nói giang thần này mới thánh nhân cảnh mà lại bạo phát ra khí thế đến thần cảnh cũng cảm thấy hoảng hắn rốt cuộc mạnh đến thế nào hoa liên y lúc này nói ra thủ phạm giết nhược tiểu đó là quang minh thần giáo đệ nhất thánh tử vệ huyền giang thần cười nhếch đôi mắt ánh lên toàn sắc khí tiếng của hắn trầm trầm nói quang minh thần giáo quang minh thần giáo rất tốt rất tốt cùng lúc này phía trên bầu trời có một cánh cổng đang mở ra mọi người nhìn liền nhận ra là hắc ám pháp thuật bán bộ thiên nhân cảnh đó là thương minh thánh tử hắn quay về từ tiểu thế giới thứ năm rồi đám người hỏi nhau hắn đến làm gì tên canh cửa đáp còn có thể làm gì đôi cầu nam nữ này nghiêng ngang như vậy đương nhiên là đến giết giang thần rồi giang thần không chút lo lắng hắn còn nói bán bộ thiên nhân cảnh vậy thì đã sao hắn nói với hoa liên y và lạc dương các ngươi đi trước đi gặp ở tiểu thế giới thứ năm lạc dương nhìn hắn nghi hoặc hỏi hắn là bán bộ thiên nhân ngươi đánh lại nổi không hoa liên y thì vô cùng tin tưởng vào thực lực của giang thần cô dục lạc dương đi thôi đừng thấy sư phụ ta chỉ có thánh nhân tu vi sư phụ rất mạnh đấy thế là tất cả rời đi chỉ còn lại một mình giang thần ở lại tiểu thế giới này lạc dương tuy được hoa liên y an ủi rồi nhưng không khỏi lo lắng thánh nhân cảnh có mạnh nữa gặp tu sĩ thiên nhân khí tức cũng không thắng nổi giang thần ngươi tuyệt đối đừng bị phẫn nộ đến ngu người giang thần hắn cũng đã có suy tính ta đâu có ngu đến nỗi đấu với bán bộ thiên nhân có điều vì thiên thần chính danh chỉ đạo làm gì có lý rút lui rút lời hắn gọi ra đạo hồn bất tử điều nhằm tới chỗ thương minh kia đánh tới thương minh như một con ma hắc ám toàn thân linh khí đen ngòm cưỡi theo linh thú với đôi mắt đỏ rực hắn nhìn giang thần khinh thường nói giang thần đây chính là chiến lược của ngươi sao ta thật sự thất vọng đấy giang thần lạnh nhạt đáp vậy sao vậy ngươi có dám cùng ta đến tiểu thế giới thứ tư chiến một trận không ta không có nhiều thời gian đâu Giang Thần nghĩ tiểu thế giới thứ tư có rừng thiên tuyệt, đế vương đằng của hắn có thể phát huy đến uy lực mạnh nhất. Nhất phối hợp với bí thuật cũng có thể đọ sức với bán bộ thiên nhân. Chỉ là dưới rừng thiên tuyệt có ẩn giấu một đại ma. Giang Thần vừa đưa ra lời thách đấu xong liền mở ra cánh cửa đi vào tiểu thế giới thứ tư ngay, Thương Minh liền theo sau quyết không để hắn chạy. Hai người mở ra cánh cửa đi tới rừng thiên tuyệt ở tiểu thế giới thứ tư. Họ vừa mới bước tới đây đã bị cảnh trước mặt dọa sợ. Trước mắt họ là thượng cổ hung thú, khô diệp cửu đầu, một con rắn chín đầu là thượng hung thú có tu vi thiên nhân tam suy những đôi mắt đỏ rực cùng hàm răng nhọn hoắt chĩa ra vô cùng đáng sợ chín cái đầu nhìn hai con người trước mặt cất tiếng nói loài người ngu xuẩn dám xông vào rừng thiên tuyệt tuyệt địa của ta dứt lời thì cả chín cái đầu đồng loạt lao tới tấn công hai người giang thần và thương minh giang thần co cẳng vừa chạy vừa hét chạy đi thương minh cũng hốt hoảng nói chia ra chạy hai người họ chia ra mỗi người chạy một hướng nhưng một lúc sau họ lại gặp nhau cùng một nơi giang thần hốt hoảng nói hỏng rồi thương minh chưa hiểu chuyện gì liền hỏi chuyện gì vậy giang thần đáp nơi này rất cổ quái ta luôn đi về phía tây sao mà gặp ngươi được nơi này ẩn giấu càn khôn hình thành nên một vòng khép kín thương minh bỗng vỗ vai giang thần hạ giọng nói hai người chúng ta liên thủ ngươi là chuyển thế của thiên thần thần vương hiểu nhiều thứ hơn ta ngươi mong nghĩ cách đi giang thần lạnh nhạt hỏi dựa vào đâu sao ta phải giúp ngươi thương minh kinh hãi hét lên khi thấy mấy cái đầu rắn lao tới vun vút nếu không chúng ta đều phải chết giang thần gấp gáp hét lên với thương minh nơi nào cũng sẽ có long mạch long đầu phía bắc long vĩ tìm long mạch phía nam sau khi tìm thấy thuận theo long mạch ra ngoài vừa nói giang thần vừa chấp tay xuất chiêu túc địa thành thốn hòng chặn lại con rắn đang tấn công thế nhưng dường như không có hiệu quả lắm con rắn không hề hấn gì vẫn bám sát đuổi theo sau hai người họ khiến họ chạy bán sống bán chết thương minh chỉ vào một hang động hỏi đó có phải long mạch không cũng không nghĩ nhiều nữa hai người chạy một mạch vào hang động kia con rắn quá to để chui vào thế là họ cũng có thể tạm thoát thương minh lao mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm nói bù. cuối cùng cũng thoát được giang thần lại thần bí nói đừng vui mừng quá sớm Thương Minh nhìn kỹ lại hang động, rồi hắn giật mình, trước mặt là những bộ xương trắng không biết đã chết từ khi nào ở đây. Giang Thần kinh hãi nói, hắc sắc long đầu, tử vong chi địa, đây là tuyệt địa. Thương Minh lo lắng hỏi, rừng thiên tuyệt này chúng ta không ra được sao? Giang Thần đáp, ở đây có khả năng là một cái lồng, trước khi ta phi thăng đã nghe nói trong huyết lộ phong ấn một bầy sinh linh. Giang Thần đẩy mở một chiếc quan tài gần đó rồi ngó nghiêng tìm kiếm. Thương Minh cũng đi tới nhìn một lượt rồi nói, trong quan tài này, vô dĩ không có gì, có thể nói, thứ ở trong quan tài này đã chạy ra ngoài rồi. Giang Thần chỉ khẽ đáp, nhìn là biết. Hắn mở ra thiên nhãn để tìm hiểu thứ đang được ẩn giấu ở đây. Vừa mới mở ra thiên nhãn, hắn đã kinh ngạc tới nỗi ngồi bịch xuống, hắn nói, Thiên Lôi Quỷ Khốc đã làm chuyện vạn ác không thể tha với Vô Thần Đại Lục, trong quan tài này là tội nhân. Thương Minh cũng kinh ngạc nói, đó đều là tu sĩ thiên nhân ngũ suy mà bị trấn áp tuy tiện như vậy, hắn là thần sao? Giang Thần nghi hoặc, thần minh không thể vào Vô Thần Đại Lục. Lúc này một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, đó là Trường An không phải niệm trường ca dễ thương hay cười khi này cô là trường an với khuôn mặt đầy sắc khí giọng nói đem theo vài phần đáng sợ vang lên địa chi nhai thiên chi đỉnh thiên đạo chi thường trảm thần tiên chu thần mâu bàn thiên thuẫn duy ngã trường an thế thành tiên Xong câu nói đó thì thiên nhãn không còn cho tiếp tục xem nữa hình ảnh dần tan biến giang thần đứng ngây ngốc tự hỏi đó thật sự là thủy tổ của trường an nhất tộc là tổ tiên của niệm trường ca thương minh khi này dường như cũng bị dọa sợ hắn nghi hoặc hỏi trường an là tội nhân sao chưa từng nghe nói hắn làm nguy hại đến vô thần đại lục giang thần đáp bây giờ vấn đề là hắn ra ngoài rồi vậy thì nơi này chắc chắn có lối ra thương minh liếc mắt nhìn một thứ đang phát ra ánh sáng tím ma mị nói nơi này có có một đại ma giang thần hối thúc hắn tức tỉnh nó đi thương minh liền chửi ngươi điên rồi sao giang thần dùng đế vương đằng chuẩn bị thức tỉnh đại ma kia hắn kiên định nói liên lực mạnh như vậy chỉ có thần mới có chỉ có hắn mới phá rừng thiên tuyệt cho chúng ta nói rồi hắn dùng đế vương đằng một mạch phóng lên người đại ma đó thương minh thấy vậy không chần chừ nữa hắn nói mặc kệ đấy nghe theo ngươi ai bảo ngươi là thiên thần thần vương chuyển thế vậy là cả hai hợp sức để thức tỉnh đại ma kia rõ là coi nhau là kẻ thù mà lại phải hợp tác cùng nhau quả nhiên vẫn khá coi trọng tính mạng không lâu sau một tiếng nổ uỳnh trong hang động hai người thành công mở ra một lối ra đen ngòm giang thần liền ra hiệu chạy hai người cứ thế mà lao xuống con đường tối đen kia thế là cuối cùng hai người cũng ra ngoài rồi theo sau họ một cánh tay to lớn đang vịnh đi lên theo con đường hai người đã mở ra người này bước ra thân thể cường tráng giọng nói ồm ồm vang lên phong thiên tri thuật nhỏ bé mà muốn nhốt ta lại nực cười hắn ta ngửa mặt lên trời cười cùng lúc hấp thụ lấy linh khí trong khu rừng vào cơ thể ở phía đối diện hắn ta là tộc trưởng của huyết lộ thủ hộ 18 gia tộc có tu vi thiên nhân ngũ suy và có thêm vài người nữa đứng phía sau ông ta vừa nhìn thấy tên kia xuất hiện liền xuất chiêu đánh tới mà quát nghiệp trướng đừng hòng làm loạn tên cường tráng kia khuôn mặt ánh lên sự tức giận một trưởng của tộc trưởng kia tung ra lại bị hắn nuốt trọn vào người tiếng hắn nói như đang gầm lên một lũ tặc phản nghịch đợi ta xuất thế chắc chắn huyết tẩy 18 gia tộc các ngươi trường an sớm đã xuất thế hiện giờ đến lượt ta rồi hai người giang thần đứng nấp ở một bên sợ hãi nói ôi trời đó là một trưởng của thiên nhân ngũ suy hắn ăn là toi luôn rồi giang thần tự hỏi chúng ta có phải không nên thả hắn ra không tộc trưởng kia không hề sợ hãi ông ta cùng mấy người phí sau chuẩn bị hợp lực lại đánh ông ta nói trạch thương ngươi không ra nổi đâu tên cơ bắp cười khẩy đáp vào thời ta đỉnh phong các ngươi là cái thá gì kể cả là bây giờ các ngươi trong mắt ta vẫn là kiến con tộc trưởng kia lao tới nói trạch thương ngươi không phải là trường an ngươi không ra nổi đâu trạch thương ta chờ ngươi rất lâu rồi cùng lúc này một bóng người xuất hiện trên bầu trời là một nữ nhân cầm theo mũi thương đang nhìn bọn họ cô ta chỉ khẽ đưa tay đã giải quyết chiêu thức của tộc trưởng kia lại còn dùng cấm chế bao vây họ tộc trưởng kia ngạc nhiên nói ngươi là trường an ư giang thần cũng kinh ngạc nói là ngươi niệm trường ca trạch thương khi này nhìn thấy trường an liền vô cùng an tâm mà cười lớn nói ha 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 ta biết ngươi sẽ không đi mà trường an đi tới đứng trước trạch thương nói vói mấy tộc trưởng kia trạch thương ta muốn đưa đi các ngươi dám cản sao tộc trưởng kia không hề hoảng hốt mà chậm rãi đáp ở đây là huyệt lộ Cường giả của 18 gia tộc sắp đến, đến lúc đó, hai người các ngươi sẽ bị phong ấn lần nữa." Trường An hai tay chấp lại lạnh nhạt nói, "Vậy sao? Khẩu khí lớn quá." Hai tay Trường An chỉ vừa chấp lại đã niết tạo ra một căn nhà to lớn ngay phía sau. Uy áp của căn nhà tỏa ra vô cùng đáng sợ. Tộc trưởng kia lập tức hoảng sợ mà nói, "Tay không niết tạo, đây không phải là năng lực tu sĩ của vô thần đại lục nên có." Hai người Trường An và Trạch Thương cùng nhau đi vào tòa thành vừa được niết tạo kia. Lúc này mấy vị tộc trưởng cũng biết mình không phải đối thủ của Trường An cũng tự động rút lui, vừa đi vừa chửi, đáng chết. Thương Minh cùng Giang Thần khi này mới bước ra khỏi chỗ nấp, Thương Minh đang vô cùng thắc mắc, Trường An, chưa đi sao? Vẫn ở trong huyết lộ ư, người như vậy, ở thế gian này, còn có địch thủ sao? Giang Thần còn đang bần thần tại sao Trường An lại giấu mình kỹ như vậy? Thương Minh cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn cũng tạm gác lại ý định đánh đấm với Giang Thần, hắn rời đi nói, hôm nay ta tha ngươi một lần, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Giang Thần có hơi lấn cấn nói, ồ, tại sao? Vợ chưa cưới của ngươi, thực ra. Thương Minh cưỡi lên linh thú gạt tay nói, đừng nói nữa, tốt xấu gì cũng là cùng nhau trải qua sinh tử, cứ như vậy đi. Giang Thần nhìn theo bóng hắn ta rời đi cảm thán Thương Minh đúng là hán tử. Hắn ngưng thần tu luyện sửa chữa cơ thể, trong đầu còn nhiều thắc mắc, hắn tự nhủ, niệm chừng ca lần sau có duyên gặp lại, nhất định sẽ nói với người nhiều hơn. Bây giờ tu luyện Thiên Tàn Quyết đã được một khoảng thời gian, hôm nay linh khí dồi dào, cũng đến lúc đột phá rồi. Quang Minh Thánh Tử ở trong huyết lộ này ta không xóa danh Quang Minh Thần Giáo ngươi, ta tự xuống địa ngục. Cứ vậy hắn ở đây tu luyện hết 6 ngày, mới có 6 ngày hắn đã là Thánh Vương hạ vị rồi điều đầu tiên hắn muốn làm sau khi đột phá đó là báo thù cho nhược tiểu hắn nhanh chóng đi tới tiểu thế giới thứ năm tìm kiếm kẻ đã giết nhược tiểu mới tới đây hắn đã nghe được câu chuyện của hai người đi đường một người đang kể nghe nói gì chưa không lâu trước quang minh thánh tử vệ huyền mang theo một đám cường giả vây sát tiêu thanh giật nếu không phải ngô đồng ra tay liều chết một phen tiêu thanh giật sợ là đã chết rồi một người ngạc nhiên đáp không phải chứ vệ huyền hiện giờ thế lực cực mạnh liên thủ với mấy tuyệt thế thiên kiêu thuộc hạ đi theo có hơn ba người giang thần đứng nghe rồi thầm ghi nhớ cái tên vệ huyền trong đầu lúc này hai người kia hạ giọng nói nhỏ có điều hiện giờ vệ huyền cũng không thoải mái gì đánh nhau với tam đại ma đầu không lâu trước đó suýt nữa bị trần lưu đạo giết chết giang hạo nhiên trần lưu đạo liễu tùng dương ba ma đầu quá khủng khiếp giang thần không ngờ đồ ngốc toàn thân chính khí đó nhập ma rồi hắn liền lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia ai nói không phải chứ nghe nói là bị hắc ám thánh tử ám hại hai người kia giật mình quay lại nhìn rồi run run hỏi đợi đã ngươi là giang thần sao giang thần không đáp mà trực tiếp bay lên để lại một luồng khí linh nóng gian khiến hai người kia sắp bỏng tới nơi Giang Thần vừa đi vừa lẩm bẩm, "Nhược tiểu, vi sư nhất định sẽ báo thủ cho con, rồi đưa di thể của con về Hoang Châu." Hắn bay qua một vách núi, khi ngó xuống hắn chợt sững sờ, có người dưới vách núi kia đó chính là Nhược tiểu. Hắn vội vã đi xuống gọi, "Ngươi vẫn còn sống đó sao?" Hắn vội chạy tới xem xét Nhược tiểu, đôi mắt xinh đẹp giờ chỉ còn lại một bên, hắn run run hỏi, "Mắt của con là thế nào?" Nhược tiểu đáp, "Huyền vệ phái lượng lớn tu sĩ đến vây giết con, hại một mắt của con, rơi xuống hố tiên." Vừa nói cô vừa nức nở, may mà bên dưới có một sinh linh không đầu, con mới may mắn sống sót. Giang Thần xót xa ôm lấy cô an ủi, không sao rồi, không sao rồi, chúng ta về nhà. Hắn thầm ghi hận tên Quang Minh Thánh Tử kia vào lòng. Nhưng chính lúc này phía trên vách núi lại có mấy bóng người đi tới nhìn hai sư đồ Giang Thần cười lớn nói, ha ha ha, hay cho câu chúng ta về nhà. Người đang nói kia chính là Quang Minh Thánh Tử tên là Vệ Huyền, một tay chống cầm kinh kiệu nói với Giang Thần, hôm nay các ngươi đi nổi không? Giang Thần cũng nhận ra tên này là Vệ Huyền, người đã hại Nhược Tiểu, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc khí. Vệ Huyền khẽ ra hiệu cho thuộc hạ nói, đưa ra đây. Theo lệnh của hắn, một đám người rất ra ba đồ đệ của Giang Thần, một tên đang kéo Hoa Liên Y đi ra, hắn nhìn cô mà thèm khát nói, không thể không nói, mắt nhìn của Thiên Thần Thần Vương đúng là không, tôi tìm được nhiều mỹ nữ như vậy để giải quyết dục vọng cho mình. Hắn kề miệng lại gần mặt Hoa Liên Y nói, để lão tử cũng thử mùi vị xem thế nào. Vừa nói hắn vừa lè lưỡi mình ra một cách thô tục. Chỉ nghe sẹt một tiếng, lưỡi của tên kia lập tức lăn trên đất chứ không nằm trong miệng hắn nữa. Giang Thần tức giận đi ra khỏi vách núi. Ánh mắt nhìn đám người vừa khinh bỉ vừa gây tởm nói, Vệ Huyền, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vệ Huyền ôm bụng cười lớn ha 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 dựa vào ngươi sao lão tử có hơn ba nghìn thiên kiêu hỗ trợ ngươi lấy gì mà đánh với ta giang thần đưa ra miệng lầm nhầm gì đó rồi hắn dùng tông giọng lạnh lẽo đáp lại vô huyền dựa vào ta chính là trời của vô thần đại lục dứt lời thì phía mấy đồ đệ đang bị bắt giữ được một luồng sức mạnh hút vào một cánh cửa được giang thần mở ra sẵn lần lượt bốn người hoa liên y nạp lan mi nhi thanh giật và nhược tiểu được giang thần đưa đi thế giới khác hắn cùng điều đại đức đối mặt với đám người của vô huyền điều đại đức khi này cao mày nói thủ đoạn của điều đại đức ta các ngươi được mở mang nhãn giới chưa thì ra mấy con đường cho các đồ đệ kia là do điều đại đức mở ra kịp thời vô huyền khi này nghiến răng ra lệnh giết cho ta xé nát giang thần ra hiệu lệnh đưa ra mấy người kia lập tức lao tới chỗ giang thần đòi mạng hắn giang thần đánh giá họ một lượt trong lũ người này không thiếu thần cảnh thiên kiêu nhưng nếu ta đến người của mình cũng không thể bảo vệ ta sống lại ở kiếp này là vì cái gì đôi mắt hắn khi này như phát sáng toàn thân phủ một tầng khí linh vàng rực rỡ dày đặc đôi mắt nhật nguyệt đồng mở ra hắn sử dụng chiêu thiên thần giáng lâm toàn thân phát sáng khi này một thân ảnh của một vị thần bốn tay cùng một thanh kiếm vàng xuất hiện đối với sự xuất hiện này đám người chưa có sự phòng bị không dám nhúc nhích một nhát kiếm vung ra một kích đã giết hơn 300 người họ sợ hãi không hiểu giang thần hắn là quái vật gì từng nhát kiếm vung ra là mấy trăm mạng người ra đi sau một nén hương liên tục như vậy giang thần kiệt sức thổ huyết khuôn mặt nhợt nhạt gục xuống khi này đám người liền hò nhau mau tên giang thần này hết thế rồi một người độc chiến thánh vương tu vi mà giết chết cả nghìn thiên kiêu trong đó còn không thiếu gì thần cảnh thiên thần thần vương đáng sợ quá Vu Huyền cười nham nhở đi tới nói, Giang Thần ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ đáng tiếc bây giờ ngươi chỉ có một mình tu vi lại thấp như vậy, không thể có hy vọng tiếp tục sống được. Giang Thần đang nhíu mày suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên, ai nói Giang Thần chỉ có một mình? Lão tổ của Thiên Lưu nhất tộc ta còn đang chờ hắn quay về đấy. Vu Huyền nghiến răng đáp, sao? Thiên Lưu nhất tộc muốn làm địch với Quang Minh Thần giáo ta. Tên kia nhếch mép nói, làm địch ư? Quang Minh Thần giáo mạnh làm sao? Làm địch với Thiên Lưu bọn ta có xứng không? Lúc này đám người chỉ về một phía kinh hãi gọi Vu Huyền, thánh tử hãy nhìn bên kia là huyết lộ tam ma đầu giang hạo nhiên đang tới bên cạnh còn có liễu tùng dương và trần lưu đạo đi cùng hạo nhiên nhanh chóng đi tới chỗ giang thần hùng hồ nói giang huynh quên không nói với huynh ta cũng đến từ tần xuyên giang gia theo lý mà nói huynh là thiếu chủ của ta có cần ta giúp đập bọn chúng không giang thần nhìn hạo nhiên ánh mắt hơi buồn nói cô nhập ma tính cách thay đổi rồi vu huyền bên này thì nhìn hạo nhiên khó chịu nhân mặt nói ba người các ngươi cứ muốn đối đầu với ta sao ba người này sau khi nhập ma do hành sự quá tự do lực hiệu triệu cực mạnh trong một tháng ngắn ngủi có cả nghìn người đi theo tuyệt đối không được coi thường hạo nhiên khinh bỉ đáp lại vu huyền cái gì gọi là đối đầu với ngươi bọn ta chỉ muốn đưa hắn đi không được thì đành có bản lĩnh hai ngươi một đấu một đừng có lấy đám đông ra bắt nạt vu huyền cười khinh bỉ nói một đấu một sao thú vị ngươi nghĩ một thánh vương có thể thắng ta ư hắn chỉ vào giang thần cười cợt nói thiên thần thần vương ta cho ngươi cơ hội này có điều nếu ngươi thua những đồ đệ này của ngươi đều phải để cho các thuộc hạ của ta hưởng thụ đó tên thuộc hạ của vu huyền hùa theo ha 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 mấy con thỏ trắng này sớm đã muốn thử xem sao rồi hạo nhiên nghiến răng nói một lũ biến thái muốn chết cô toan lao lên thì giang thần kéo lại nói để ta vu huyền lúc này cũng đang lao tới tung quyền vun vút hướng vào giang thần giang thần cũng lao tới phía hắn ta tung một trưởng lại đối kháng giang thần đánh trượt ra ngoài còn vu huyền lại đánh thẳng một quyền vào bụng giang thần tưởng giang thần đau đớn bị đánh bay ra thì người đau đớn lại là vu huyền hắn đấm vào người giang thần như đấm vào một cột sắt vậy hắn ngạc nhiên sao có thể một thánh vương sao lại có cơ thể mạnh như vậy Hàn đâu biết Giang Thần thông qua thiên tàn quyết nhìn thấy đại đạo của bản thân, còn trải qua thiên truy bách luyện của Thiên Kiếp. Mỗi một cảnh giới hoàn mỹ cực trí, cơ thể đã đạt đến bán bộ thiên nhân cấp biệt. Giang Thần khi này nắm lấy cánh tay của Vu Huyền lạnh giọng nói, đến lượt ta. Giang Thần xuất chiêu, chỉ một cú đấm mà như mang theo cả ngàn cân sức mạnh. Một lần duy nhất đã khiến Vu Huyền thổ huyết run rẩy rên lên, không thể nào. Thần hồn của ta. À. Giang Thần buông tay, Vu Huyền mất phương hướng người xoay mòng mòng rồi ngã xuống chết tại chỗ. Tiếng Giang Thần âm trầm vang lên, ngươi không nên động vào người của ta mấy tên sai vật của vu huyền kinh hãi nói với nhau một quyền đã đánh chết quang minh thánh tử thần cảnh thượng vị rồi hắn không phải tu sĩ hắn là ma quỷ hạo nhiên nhìn giang thần khi này đang cuồn cuộn khí linh trên người cô bất giác kinh ngạc giang thần là đang lấy chiến dưỡng chiến hắn thế mà đột phá rồi từ thánh vương hạ vị giờ hắn đã là đại thánh hạ vị quả nhiên không hổ là giang thần khi này ba người hạo nhiên có liễu tùng dương và trần lưu đạo nhìn nhau thăm dò họ đồng loạt quỳ xuống trước giang thần đồng thanh nói ba người bọn ta đã nhập ma không có thông môn muốn thu nhận lần này đến là muốn gia nhập toàn tôn giáo về sau người của giáo chủ chính là người bọn ta bảo vệ cả một đoàn người phía sau nườm nượp tới đồng thanh xin giáo chủ hãy nhận bọn ta giang thần trầm tư nghĩ toàn tôn giáo ta từ khi sáng lập đến nay chưa từng có người nhập ma gia nhập là sợ phá hoại danh tiếng tông môn vậy mà ta sống lại kiếp này mới phát hiện ma đầu thật sự không phải là ma tu mà là kẻ đội lốt chính nhân quân tử bên ngoài hắn không nghĩ nhiều nữa liền gật đầu đồng ý hắn nhìn mọi người rồi cất tiếng chào mừng gia nhập toàn tôn giáo từ nay hắn lại có thêm những trợ thủ đắc lực rồi giang thần nói với bọn họ tự tu luyện củng cố cảnh giới. Người toàn tôn giáo ta dạy không được mất quá nhiều thời gian trong mười tiểu thế giới. Một tháng sau chúng ta xuất phát đến tiểu thiên thế giới. Họ đồng thanh đáp, tuân mệnh. Một tháng nhanh chóng qua đi, Giang Thần tập hợp những đệ tử chuẩn bị xuất phát, họ đồng thanh hét, chúng nhân, thề chết tận trung với giáo chủ, thề chết tận trung với giáo chủ. Trong một tháng này tu vi của Giang Thần cũng đã tăng từ đại thánh hạ vị lên đại thánh thượng vị. Họ hào hức cùng nhau lên đường. Giang Thần nhắc bọn họ đến tiểu thiên thế giới thì phải khiêm tốn. Ở đó quy tắc bất toàn, tu luyện khó khăn dị thường ngược lại tạo nên cho bọn họ chiến lược không gì sánh bằng còn dân ở đây thì đối với người vô thần đại lục chúng ta có địch hắn nói một hồi lại không nhận được một lời phản hồi nào hắn quay lại nhìn thì kinh ngạc mấy người đi cùng biến mất không thấy tăm hơi đâu cả hắn lớn tiếng gọi người đâu ta lại bỏ lỡ điều gì rồi hắn nhìn vào thức tùy cơ trước mặt trầm ngâm trước đó truyền tống chưa từng thấy hình thức tùy cơ lẽ nào là người của 18 gia tộc ngấm ngầm giờ cho quỷ đã thay đổi quy tắc truyền tống tế đàn của tiểu thế giới thứ 10 sao đây là để giết hay là để hiến tế củng cố phong ấn của bọn họ đây đang bận tâm suy nghĩ thì niệm trường ca từ thức tùy cơ bước ra hai người ngượng ngùng chào nhau thật trùng hợp giang thần hắng giọng hỏi niệm trường ca có gì muốn nói với ta không niệm trường ca hạ giọng nói ta nói ta là lão tổ của trường a nhất tộc ngươi tin không giang thần liền đáp ta tin niệm trường ca thừa nhận ta đúng là lão tổ của trường a nhất tộc cũng chính là trường an mà người đời nói đến ban đầu nhất tộc bọn ta liên hợp chúng tu chân thế gia cùng nhau ngăn chặn một đám dị tộc sinh linh ta và vài vị cường giả không may trọng thương lại bị một lũ người đánh úp phong ấn kẻ đứng phía sau chính là 18 gia tộc huyết lộ thủ hộ giả tác ác đa đoàn. Cuộc chiến đó, thực ra ngươi cũng đã tham gia. Giang thần ngạc nhiên hỏi lại, ta ư, nhưng ta không có chút ký ức nào cả. Nhận Trường ca hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra đáp, ngươi đương nhiên không nhớ, vì đó là kiếp thứ hai của ngươi. Biết tiểu thiên thế giới sao lại là bình nguyên hoang vu không? Vì nơi này còn chôn vùi kiếp thứ ba của ngươi, thi thể của thiên nguyên thần vương. Giang thần nghe xong liền cúi xuống muốn đào bới, miệng lẩm bẩm, sao có thể như vậy? nhận chừng ca đáp không có gì là không thể trước đó giữa vô thần đại lục và cửu tiêu không có giới hạn ngươi chết ở đây cũng là rất bình thường tưởng giang thần sẽ cận lực đào bới tìm xương cốt của mình kiếp trước thì hắn lại bày ra tư thế kỳ cục nhận chừng ca khó hiểu hỏi hắn hự ừ, ngươi làm gì vậy giang thần chu mỏ hôn lấy mảnh đất dưới chân khuôn mặt trông như phê thuốc hắn đáp ta đột nhiên yêu nơi này rồi có cảm giác thân thuộc không hổ là phong thủy bảo địa đã chôn xoái ca nhận chừng ca cạn lời rồi chửi thầm tên tự sướng này đúng lúc này ở đâu đó vọng lại tiếng nói rất lớn long đại đức điều đại đức phụng đại đức vì chơi chọc tỷ nữ lão sơn dương mẫu đại tượng phủ ta từ hôm nay bị ta mở lệnh truy nã người bắt sống kẻ cầm thú được thưởng no nhận trường ca hướng đôi mắt liếc giang thần giọng nói vài phần cho ngươi nói sủng vật của ngươi gu mạng quá nhỉ giang thần nhíu mày may mà không dính líu đến ta yên tâm đợi chúng chơi chết ta sẽ giúp gom thi thể lúc này tiếng rêu dao kia lại tiếp tục vang tới cụ cụ, đúng rồi còn tên giang thần chó má nữa thân là chủ nhân của chúng mà không nghiêm túc quản giáo bản thân chắc chắn cũng không phải loại tốt đẹp gì cùng bắt lại cho ta Niệm Trường Ca bịt miệng cười. Giang Thần Sĩ mặt nói, Đại Thiên phủ vì một tỷ nữ và vài con vật mà thông báo truy nã, thật chẳng ra sao. Trường Ca đáp, có khả năng là cần võ lực ngoại lại tươi mới, muốn nhân cơ hội lôi kéo các ngươi để đảm bảo đưa Đại Thiên phủ lão tổ rời khỏi Thiên Lưu giới đi. Để đảm bảo đưa Đại Thiên phủ lão tổ rời khỏi Thiên Lưu giới đi. Giang Thần hỏi lại, rời khỏi Thiên Lưu giới sao? Trường Ca khẽ gật đầu. Giang Thần kéo Trường Ca rời đi cùng mình, hắn nghi ngờ, chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ, liên quan đến ta và mấy đồ đệ là không hay rồi. Đi một nén hương sau trong lúc đang đi giang thần bỗng hỏi trường ca nếu gặp tu sĩ cùng cảnh giới với ngươi ngươi nắm chắc mấy phần hắn đang rất trông cậy vào trường ca vì có có cường lực như niệm trường ca hậu thuẫn hắn ở thiên lưu giới không sợ gì nữa rồi trường ca không đáp hắn mà chỉ giơ một ngón tay lên giang thần đoán nhất định là thắng chắc đúng không trường an bá khí uy võ trường ca cười ngại nói ha ha ta chỉ nắm chắc một phần thôi giang thần mặt mũi xị xuống nói vậy chúng ta đi làm mẹ gì làm pháo hôi sao đang đi thì phía trước có một bóng người chặn hai người họ lại nói nơi này là đại thiên phủ chi địa hai người ngoài các ngươi mau rời đi người phía trước này có tu vi thần cảnh viên mãn giang thần nuốt nước bọt hơi lo lắng đây là thần cảnh khí trường còn mạnh hơn cả thiên nhân nhất suy giang thần cất tiếng hỏi cụ đại thiên phủ phủ chủ đang tìm người có thể đưa lão tổ của ông ấy ra khỏi lưu thiên giới phải không người này đáp ngại quá phủ chủ nhà ta đã chọn được người mấy ngày trước có một tiểu tử tên lâm lang võ thác đã đồng ý cho phủ ta một suất giang thần liền quay lại hỏi trường ca người của võ các rất mạnh sao cô đáp võ các thánh tử có điều chút thực lực của hắn có thể cản được thánh tử không phải là còn lão già lâm lang vấn thiên sao người kia nghe trường ca nói xong trong lòng liền dao động mà nghĩ lẽ nào là cho hắn làm ư chỉ có người trong top 10 đi đến hết huyết lộ sẽ tiếp nhận tẩy lễ của thương thiên từ đó thoát khỏi một số pháp tắc quy tắc chính là như vậy mới có thể đưa một người rời khỏi nơi này vào vô thần đại lục bọn họ nói như vậy lẽ nào còn mạnh hơn cả lâm lang võ thác nghĩ vậy hắn liền cung kính hỏi hai vị thiếu hiệp không biết danh tính thế nào giang thần lại được dịp thể hiện tài diễn xuất hắn nghiêm giọng hỏi ngươi muốn rời khỏi đây sao người kia liền gật đầu đáp đương nhiên muốn rời khỏi lưu thiên giới đây là ước mơ của mọi tu sĩ lưu thiên giới giang thần liền đưa ra lời mời hấp dẫn nếu ta có thể đưa ngươi rời khỏi đây ngươi có thể cho ta vào đại thiên phủ không bọn ta có chút chuyện muốn thương lượng với lâm lăng võ thác người kia ấp úng đáp cái này đại thiên phủ không được cho người ngoài vào các ngươi mạnh hơn lâm lăng võ thác sao giang thần đáp đợi bọn ta gặp được lâm lăng võ thác rồi thì ngươi sẽ biết đến lúc đó ta nghĩ đại thiên phủ sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn Thầy hắn chắc chắn như vậy người kia liền nắn họ lại rồi nói các ngươi ở đây chờ ta ta đi thông báo với gia chủ hắn nghĩ hai người tự tin như vậy chắc chắn bất phàm để gia chủ định đoạt một nén hương sau hai người họ được dẫn vào trong phủ vừa mới đi vào hai người đã nhìn người trước mắt tới há hốc miệng kinh ngạc giang thần hỏi nhỏ là thiên nhân ngũ suy ư trường ca đáp thiên nhân ngũ suy của lưu thiên giới lâu dương vừa nhìn đã nhận ra giang thần ông ta còn gọi tên giang thần sao tên canh cửa nãy vừa nghe tên giang thần khuôn mặt trở nên giận dữ hỏi ngươi là giang thần sao giang thần không để ý tên canh cửa mà hỏi lại lâu dương ngài là phủ chủ của đại thiên phủ sao ông ta vừa cản người gác cổng kia lại vừa đáp đúng vậy đại thiên phủ lâu dương giang thần hạ giọng hỏi lâm lang võ thác có phải đang ở đại thiên phủ hiện giờ đại thiên phủ truy nã bọn ta có phải cho hắn làm phía sau không lâu dương liền thừa nhận luôn đúng thì đã sao hắn có thể đưa đại thiên phủ lão tổ rời khỏi đây người canh cổng kia nhận ra khí tức đang bốc dần lên từ người lâu dương thì hơi lo nghĩ hỏng rồi phủ chủ nghiêm túc rồi giang thần không bị khí thế của ông ta uy hiếp hắn liền muốn hợp tác vụ di rời này hắn nói chắc như đinh đóng cột là bọn ta có hai người có thể đưa hai người rời khỏi vô thần đại lục còn lâm lang võ thác chỉ có một người chỉ mang được một người theo vụ mua bán này ông có làm không lô dương lặng im suy nghĩ trong tộc có lão tổ cơ hội rời khỏi lưu thiên giới này đành phải nhường cho lão tổ nhưng nếu có hai cơ hội hắn ra được sẽ nhiều hơn nghĩ vậy hắn liền động ý nói duyệt ta tin thiên thần chuyển thế tác loạn mười tiểu thế giới bên dưới có thực lực này hơn nữa các đồ đệ của ngươi ai ai cũng không tầm thường ta tin ta không chỉ có được hai suất trường ca vui vẻ lắc vai giang thần nói tốt quá rồi sư phụ giang thần cũng bất ngờ trước sự chốt đơn nhanh chóng của lô dương không ngờ đơn giản vậy trường ca đặt tay lên đùi đang run của giang thần nói sư phụ người đừng run thiên nhân ngũ suy của lưu thiên giới mà thôi cùng lắm ta gọi lão sư phụ nhà ta tiêu diệt hắn hai người họ nhanh chóng đi theo lô dương đi vào trong giang thần chạy theo hỏi vậy lâm lang võ thác có ở trong phủ không lô dương đáp tam đàn thịnh yến sắp bắt đầu tuy đại thiên phủ ta vẫn luôn là tây bắc nhất bá nhưng lần này người ngoài đến chỉ có một mình lâm lăng võ thác hắn thấy tình hình không ổn liền hai chuyển hướng về ân gia trang cho nên hắn không ở trong phủ giang thần hụt hẫng ông bẫy ta sao lẽ nào ông ta phát lệnh truy nã là để ta đến đại thiên phủ lô dương nói tiếp có điều tam đàn thịnh yến này nếu đoạt quán quân thì sẽ có được một tiểu linh thạch khoáng còn có được sự bảo vệ của đại thiên phủ ta ở lưu thiên giới trường ca nghe thế liền hưng phấn nói với giang thần sự bảo vệ của đại thiên phủ à lão tổ của bọn họ có thể đạt đến bán thần rồi vậy chúng ta không phải hời sao sư phụ giang thần khi này đang chìm đắm trong vui sướng như được tái sinh phụ mẫu hàn chú ý tới linh thạch vừa được nhắc tới kia linh thạch khoáng cái từ đẹp đẽ làm sao cũng không biết trải qua bao lâu cảnh lúc này chuyển qua phòng khách của đại thiên phủ niệm trường ca vươn người ra khỏi giường sau một đêm vào ba ra bảy với giang thần cô khoan khoái nói với sư phụ mình niệm trường ca đã tạ sư phụ chỉ dạy ta lại hiểu thêm rất nhiều lần sau lại tiếp giang thần với khuôn mặt thần hốc hác tay khẽ kéo chân che tấm thân mệt mỏi đáp tha cho vi sư đi Nhậm Trường Ca vừa xỏ chân mặc lại y phục vừa nói, vừa rồi sư phụ nhà ta truyền tin đến. Giang Thần còn chưa nghe hết câu hắn đã bực bội ôm đầu hét, đừng nhắc ông ta với ta nữa. Lão bất chính kinh ngạc. Nhậm Trường Ca ôm lấy Giang Thần từ phía sau thủ thì nói, có tiểu tử của đạo Thiên Tông đã trộm đi một thi thể từ tăng nguyên bình nguyên. Giang Thần trợn mắt nghĩ, đạo Thiên Tông xuất thế rồi sao? Khi ta còn chưa phi thăng, đạo Thiên Tông này vì trộm quá nhiều mộ, không phải đã bị các lão tổ của các tông môn đỉnh cấp tiêu diệt rồi sao? Hắn kinh hãi không tin vào sự thật này, cố hỏi lại Nhậm Trường Ca, đợi đã, vừa rồi ngươi nói gì? xác nhận lại lần nữa xong hắn lại hét lên bất lực mẹ nó trộm thi thể kiếp thứ ba của ta là tôn tặc thất đức nào làm vậy lúc này phía sau hai người họ bỗng có tiếng thở dài Asia. một người đàn ông có hơi thấp bé xuất hiện ông ta là đạo thiên tông tên là mục hữu đức ông ta chẳng cần biết đây là phòng ai họ đang làm gì cứ thế đi vào mặt không biến sắc lên tiếng chào hỏi giang thần nghe danh thiên thần thần vương từ lâu hôm nay có cơ hội đặc biệt đến thăm bổ nhân đạo thiên tông mục hữu đức nghe thấy ba từ đạo thiên tông giang thần tức muốn nổ phổi hắn chửi mục hữu đức mẹ nhà ngươi đúng là loại không có đạo đức Mục Hữu Đức nghe xong liền giật mình đáp, "Ấy, lần đầu gặp mặt sao ngươi đã chửi người rồi?" Giang Thần đi tới hất tung cái bàn, nơi mà Mục Hữu Đức đang đứng trên đó, hắn chửi Mục Hữu Đức, "Quát con, ngươi và ta rất có duyên." Thấy Giang Thần sắp đánh Mục Hữu Đức tới nơi, Niệm Trường Ca chạy tới ngăn cản, "Đừng kích động. Người của Đạo Thiên Tông cướp mộ người cũng hiểu mà, nếu hắn cố ý muốn chạy, chúng ta cũng chẳng một ai đuổi kịp được cả." "Bình tĩnh, đừng vội, bình tĩnh." Giang Thần cau mặt đáp, "Ta, bình tĩnh kiểu gì?" Mục Hữu Đức cười gượng nói, "Đừng để bụng mà, cướp cái mộ mà thôi." nhận trường ca đứng ra nói chuyện với mục hữu đức cô nghiêm giọng nói ngươi không biết tự tu luyện sinh tồn dựa vào bản thân sao mục hữu đức gãi đầu đáp tu luyện ư tu luyện thì là không thể cả đời này không thể tu luyện chỉ có cướp chút mộ mới có thể sinh tồn là vậy đó giang thần thở dài tên này hết thuốc chữa rồi giang thần đi tới chỗ mục hữu đức còn nghĩ tiểu tử này cùng tham gia thịnh yến đây không phải là đi lôi kéo thù hận sao lúc này mục hữu đức còn nói về sau chúng ta còn phải thay mặt đại thiên phủ tham gia tam đàn thịnh yến nhất định phải tiếp xúc hòa bình thiên nguyên thần vương và thiên huyền thần vương hai thi thể này cũng không là gì cả ngươi có thể không biết ta ở trong một di tích cổ lão còn trộm đi một bộ thi thể giọng của mục hữu đức hạ xuống nghe vô cùng thần bí hắn nói theo sự suy đoán và hiểu biết của ta thi thể đó cực kỳ có khả năng là chân tướng chỉ có một đó là thi thể của trường a nhất tộc lão tổ nghe xong câu hắn nói cả giang thần và niệm trường ca trố mắt nhìn mục hữu đức lúc này lại tới lượt niệm trường ca tức giận rồi giang thần phải ôm cô lại để cô không đánh mục hữu đức cô vung nắm đấm tới đừng cản ta ta phải giết thằng oát con này giang thần liền an ủi bình tĩnh đừng vội bây giờ chưa phải lúc giết hắn mục hữu đức còn ngơ ngác hỏi lại có liên quan gì đến các ngươi sao hỏi xong hắn lại suy tư nói ta nghĩ qua rồi đến lúc đó thiên nguyên và thiên huyền cơ thể của hai thần vương này không thể dung hợp thì đi dung hợp với cơ thể kia của trường an niệm trường ca tức giận vùng ra khỏi tay giang thần lao ra đánh mục hữu đức cô hét lên ngươi dám ư ừ. ta đập chết ngươi mục hữu đức thấy cô hung dữ như vậy liền dùng thăng thiên độn chui xuống dưới đất tránh mục hữu đức ra vẻ khó hiểu tức giận hỏi ngươi làm gì vậy ta chia sẻ bí mật của ta cho các ngươi, sao ngươi lại ra tay với ta? Niệm Trừng Ca nói giận từng chữ, bí mật ư? Đó là cơ thể của bổn tọa. Nói rồi trên người Trừng Ca tỏa ra uy áp đáng sợ khiến thăng thiên độn của Mục Hữu Đức trở nên vô tác dụng. Mục Hữu Đức co do một góc run run hỏi, đó là cơ thể của ngươi sao? Ngươi là Trường An ư? Nhưng lần nữa Mục Hữu Đức dùng thăng thiên độn muốn trốn đi, hắn lạnh nhạt nói, vậy thì đã sao? Ít nhất bây giờ, ngươi không làm gì được ta. Đạo Thiên Tông ta tồn tại đến bây giờ cũng không phải kẻ ngốc. Nhận trường ca nhìn mục hữu đức lặn đi tức giận nghĩ thăng thiên độn loại thượng cổ thân pháp này cho dù là ta đạt đến thiên nhân cảnh cũng khó mà bắt được đáng chết mục hữu đức độn tới cây cột gần chỗ giang thần lúc này hắn khẽ nói với giang thần ngươi yên tâm ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi nhìn sắc mặt và biểu cảm của ngươi trước đó lẽ nào cơ thể của thiên nguyên thần vương và thiên huyền thần vương là giang thần hướng ánh mắt sắc lẹm về phía mục hữu đức đáp ngươi nói xem mục hữu đức có hơi chột dạ hắn bắt đầu nghĩ lại mọi chuyện cơ thể của thiên nguyên và thiên huyền và của hắn. Đạo Thiên Tông ta có tổ huấn chủ nhân của cơ thể mấy vị thần vương này, khả năng rất cao chính là chuyển sinh kiếp thứ 29 của người đó. Nghĩ tới đó Mục Hữu Đức lắp bắp nói, vậy ngươi không phải là Thiên. Thấy hắn sắp nói ra tên sư phụ của mình, mặt Nhiệm Trường Ca biến sắc, lập tức dùng đạo hồn 36 lên bịt chặt miệng Mục Hữu Đức và quát hắn, cầm mồm. Mục Hữu Đức liền nhận ra, tên của người đó là một loại cầm kỵ đáng chết, ta suýt nữa nói ra. Nghĩ tới đó, những lời muốn nói hắn đành nuốt xuống bụng lại. Mục Hữu Đức can đoan với hai người Giang Thần, các ngươi yên tâm bồn tôn đã ở trước mặt ta a cũng sẽ không cường hành dung hợp cơ thể các ngươi giang thần lạnh nhạt hỏi nói điều kiện của ngươi xem mục hữu đức đáp chỉ cần các ngươi bảo đảm ta sống sót trong tam đàn thịnh yến và đưa ta sống sót rời khỏi huyết lộ mấy cơ thể kia ta trả cho các ngươi cùng lắm ta đi đào mấy cái mộ nữa là được nhận Trừng ca lạnh giọng hỏi chỉ đó thôi ư sau đó thì sao vẻ mặt mục hữu đức vô cùng hào hứng đáp lại sau khi ra ngoài đạo thiên tông ta sẽ xuất thế thực sự đến lúc đó hy vọng thông thiên thần điện và toàn tôn giáo giúp đỡ thật lực đạo thiên tông đứng cùng một chiến tuyến với đạo thiên tông ta rồi bỗng mục hữu đức hạ giọng nói như uy hiếp nếu không đồng ý cơ thể của các ngươi đừng hòng lấy về cái nào giang thần liền đưa mắt sang nhìn mục hữu đức hỏi ngươi đang uy hiếp ta sao nhận trường ca mặt không biểu cảm nói chuyện này cần thương lượng với lão sư phụ nhà ta giang thần đang ôm đầu nghĩ thăng thiên thuần nổi tiếng ngang với túc địa thành thốn của ta muốn có được cơ thể của ta cũng không còn cách nào khác cũng chỉ có thể lợi dụng đạo thiên tông thôi chỉ là toàn tôn giáo ta giang thần dùng truyền âm nói với trường ca hắn hình như không có địch ý gì với chúng ta chi bằng đồng ý với hắn đi Trường ca đáp, đúng là vậy, chỉ có điều danh tiếng của chúng ta có lẽ đã vang khắp phố rồi. Một ngày sau, Giang Thần và Niệm Trường ca cùng nhau đi dự tam đàn thịnh yến. Trên đường đi lâu dương nhắc hai người họ, tam đàn thịnh yến lần này các ngươi đều chú ý vào, tranh giành quán quân, cẩn thận người của 18 gia tộc. Giang Thần trầm tư hỏi, thế lực lưu thiên giới các ngươi cũng biết tình hình của 18 gia tộc sao? Lô Dương đáp, đương nhiên, chỉ có điều 18 gia tộc rất mạnh, hiện giờ căn cơ vững chắc ở lưu thiên giới, không phải thứ chúng ta chống lại được có điều 18 gia tộc và bản thổ tông môn thế lực của lưu thiên giới chắc không có xung đột gì các ngươi cũng không cần đi đối phó với họ phía trước bọn họ có mấy người đi tới dẫn đầu là ân gia trang trang chủ tên là ân sài hắn cất tiếng chào lâu dương phủ chủ lâu rồi không gặp tâm đàn thịnh yến lần này quán quân ân gia trang ta phải có được chắc tài nguyên đại thiên phủ ngươi chiếm nhiều năm sắp phải nôn ra rồi lâu dương cười xòa đáp chưa chắc đâu ân trang chủ hai người là thù địch lâu năm của nhau nói được vài câu là đã muốn lao vào đấu đá nhưng hôm nay họ tới dự yến thịnh việc đấu đá này nên để trên võ đài cuối cùng thì vòng hỗn chiến đầu tiên cũng bắt đầu nhận trường ca nói với giang thần các thiên kiêu của vô thần đại lục thậm chí vài thiên kiêu của 18 gia tộc cũng đã có mặt phải cẩn thận đấy giang thần đáp lại ta thì cảm thấy chúng ta thắng chắc trường ca nhìn giang thần căng thẳng nói hừng sư phụ bây giờ không phải lúc trang bước đầu cô vừa nói xong thì phía sau truyền đến tiếng gọi của giang lưu lão đại trường ca kinh ngạc người theo giang thần bao nhiêu người đang tụ họp ở đây giúp hắn tranh đấu ở thịnh yến bảo sao giang thần có tự tin chiến thắng như vậy không chỉ trường ca kinh ngạc vì sự xuất hiện đông đảo nhân lực của giang thần mà tộc trưởng linh xà tộc và tộc trưởng trần tộc bọn họ thấy sự xuất hiện của đám người phía giang thần cũng kinh ngạc tới há hốc mồm giang lưu và đám người đi tới phía giang thần đồng loạt cúi xuống chào tham kiến sư phụ tham kiến lão đại cảnh tượng vô cùng thích mắt này cũng khiến lâu dương thốt lên nis giang thần lộ vẻ mặt đắc chí hắn nói bằng giọng trầm trầm trung ái khanh bình thân đi lâu dương cất tiếng với mọi người các vị ta thấy hỗn chiến này không cần tiếp tục nữa chứ nghe xong giang thần không ngờ người ngoại lại của đại thiên phủ lại có bề ra thế như vậy ân sài khi này không còn vẻ tự kiêu như lúc này nữa hắn đi gần lại chỗ giang thần giọng nói vô cùng ôn nhu nói vị tiểu huynh đệ này cũng không biết đại thiên phủ hứa cho ngươi lợi ích gì chi bằng như vậy trên nền tảng của hắn bọn ta tặng tiểu huynh đệ một số bảo bối thế nào giang thần thẫn mặt hỏi ồ thứ gì lưu thiên giới này có bảo bối khiến ta động lòng được sao ân sài vô cùng tâm đắc đáp trước khi lưu thiên giới chưa bị phá vỡ ta từng du ngoạn dị giới phát hiện không ít y vật tên là cosplay hắn vỗ tay ra hiệu rồi nói tiếp tuy không có tác dụng đặc biệt nhưng có thể trang điểm cho các nữ nô tỳ nhà ta xin hãy xem qua người cosplay đầu đi xuất hiện cũng khiến giang thần có đôi phần bất ngờ một cô gái tóc vàng gương mặt nhỏ nhắn mặc một bộ đồ bó sát như đồ bơi xuất hiện ân xài nhiệt tình giới thiệu trang điểm này gọi là tử khố thủy tiểu huynh đệ nếu còn chưa thích thì còn bản xuất sắc hơn giang thần có hơi thích thú nhưng vẫn giả bộ nói những thứ thế tục quá ăn mòn lòng người ngươi không nắm được đâu ta tu vi ổn định có thể giúp ngươi nắm chắc các hạ hãy tặng cho ta mấy bản xuất sắc đi người thứ hai xuất hiện theo lời giới thiệu của ân xài thì trang điểm thế này gọi là nữ nô bộc là một cô gái mặc bộ đồ hầu gái gợi cảm cùng đôi mắt đưa tình giang thần ánh mắt thích thú hỏi ừm um, nữ nô bộc được còn nữa không ân xài nhiệt tình đáp trang điểm này là tác phẩm đắc ý của ta tên là giang thần nghe vậy liền gấp gáp hỏi tên là gì ân xài cười thô tục nói hệ chế phục xe điện xem tới đây giang thần cũng chỉ một chữ thốt lên ngầu rõ ràng là hắn đang bị mê hoặc bởi nữ nhân mà ân xài đưa ra mục hữu đức với gương mặt khinh khỉnh nhìn giang thần nói thân là thần vương ngươi không ngại sao giang thần nghe xong lập tức đen cả mặt lại ân xài lúc này vẫn rất hồ hởi nói với giang thần tiểu huynh đệ để ta nói này mấy nô bộc nhà ta trang điểm thế này không mạnh bằng mấy đồ đệ của ngươi sao kha kha hơn nữa bọn họ còn tinh thông các loại bí thuật trong phòng khi này thanh giật nhiều tiểu cùng mấy tiểu muội đi tới khuôn mặt dương dương nói sư phụ người không cần bọn con nữa sao lô dương cũng không nhịn được cái trò bẩn này của ân xài ông đi tới quát vào mặt ân xài lão giả vô liêm sỉ không ngờ hạ lưu như vậy ân xài lại cười tươi giói đáp vậy thì đã sao nếu thắng trận hỗn chiến này trong trang của ta có tài nguyên của lưu thiên giới Giang Thần im lặng hồi lâu bấy giờ mới lên tiếng nói, những thứ đó tốt thì tốt thật nhưng có điều một ngày làm thầy, cả đời làm cha, các đồ đệ bảo bối mới là chân ái của ta. Lời khẳng định của Giang Thần lập tức khiến Ân Sài rơi vào bế tắc, lần này trò của hắn xem ra không có tác dụng rồi. Niệm Trường Ca lúc này nghe Giang Thần nói xong thì vô cùng vui vẻ mà ôm lấy Giang Thần nũng nịu như với bố đường, sư phụ nói hay quá. Giang Thần vô cùng tươi sái nói, đồ đệ thân mật như vậy, ta còn có rất nhiều. Ân Sài nhìn cảnh mấy sư đồ Giang Thần thân mật, hắn cùng đồng bọn chua xót, trong lòng tự xấu hổ nghĩ, tự hồ không bằng ta khổ quá mà. Lô Dương bây giờ cười lớn nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ rất chính khí, không bị mỹ sắc của người ngoài dụ dỗ, tiểu đệ bái phục. Cười một hồi xong Lô Dương lại nói tiếp, nam nhân thì nên dùng thực lực nói chuyện, nếu cuộc chiến này giành quán quân, ngoài linh thạch mạch ra. Lô Dương nhất mạnh, ta tặng thêm cho ngươi một cây phương thiên hỏa kích. Giang Thần có chút khinh miệt nói, cái gì? Binh khí bình thường còn không bằng truy thiên đoạn kiếm của ta đâu. Trường Ca đứng cạnh khẽ nhắc, đó là tuyệt thế thần binh đó, vũ khí kiếp thứ ba của ngươi. Nghe vậy xong Giang Thần liền thay đổi sắc mặt, hắn nói bằng một giọng khao khát, xin hãy tặng cho ta lúc này phía sau giang thần bỗng có một tiếng nói vang lên ta thấy tam đàn thịnh yến không cần tổ chức nữa đường đường tam đàn thịnh yến mà lại đi nịnh bợ một ngoại tộc nhân đúng là nực cười người đang nói đây là người của 18 gia tộc lâm gia tên lâm toái nhật có tu vi thiên nhân ngũ suy bên cạnh ông ta là tộc trưởng của vương gia cũng thuộc trong 18 gia tộc có tu vi thiên nhân ngũ suy lâm nhật toái nói bằng giọng tự mãn chi bằng để 18 gia tộc bọn ta làm lão đại tặng linh thạch khoáng cho bọn ta thế nào lời ông ta nói ra liền nhận được hàng loạt chỉ trích chuyện tam đàn thịnh yến ta đâu đến lượt 18 gia tộc nhúng tay giang thần khẽ chửi luôn có rồi nhặng đến gây nhiễu lâm nhật toái lớn tiếng nói hôm nay không giống hôm khác trước kia người 18 gia tộc bọn ta trước giờ không tham gia tam đàn thịnh yến nhưng thịnh yến lần này bọn ta tham gia hết hơn nữa phải thay đổi quy tắc của các ngươi lô dương nhân mặt đáp thay đổi thế nào các ngươi khoe khoang huyết lộ thủ hộ giả cũng chỉ là một lũ du côn lưu manh mà thôi lâm nhật toái liền quát hỗ xược lâm nhật toái tự quyết từ hôm nay trở đi ba tông môn thế lực các ngươi chính là kẻ địch của 18 gia tộc bỏ ta lô dương chửi 18 gia tộc chó má gì cũng chỉ là con cháu của 18 đại tội nhân thôi tiên bối của các ngươi phản bội lưu thiên giới con cháu đời sau cũng là thiên sinh phản cốt lần lượt ân xài và mấy người khác cũng lớn tiếng đáp lại lâm nhật toái các ngươi đã muốn chiến vậy thì chiến đi tính trần tộc ta nữa linh xà tộc ta sợ gì các ngươi đúng lúc này trên trời tia sét đang quần mây hội tụ những tia sét đang giáng xuống một cách bất thường mọi người hốt hoảng chuyện gì vậy Giang Thần kinh ngạc, thiên kiếp của toàn bộ thánh nhân cảnh đều bị ta áp chế rồi mà, sao lại chui ra vậy? Trừng Ca đáp, người trước đó còn cho ngươi thương thiên, vậy uy lực của thiên kiếp này há không phải? Giang Thần gãi đầu muốn giải thích gì đó, hắn quay đầu lại thì đã thấy mấy đồ đệ của mình xách dép kéo nhau chạy trốn thiên kiếp, khiến hắn đứng hình. Các người, Nạp Lan nhi nhắc mấy tỷ muội, uy lực thiên kiếp của sư phụ quá mạnh, mọi người tránh xa ra chút. Hoa Liên Y gật đầu đáp, còn phải nói à, sự phụ nhịn quá lâu rồi, bây giờ phải bứt ra thôi. Thanh Giật thì ngơ ngác hỏi mấy vị sư tỷ, cô, cô đang nói lung tung gì vậy? Giang thần bị các đồ đệ bỏ rơi lúc này hoàn toàn cô độc không ai giúp đỡ. Đám người kia thì nhìn thiên kiếp kinh hãi tột độ, đây rốt cuộc là thiên kiếp gì, nhìn uy lực này, sợ là thiên nhân ngũ suy cũng phải chết. Đáng chết, bị thiên kiếp khóa rồi, chúng ta không ra ngoài được. Lâm Nhật Toái chỉ Giang thần mà nói, là thằng nhãi con nó. Giang thần nhìn Lâm Nhật Toái, hắn hỏi bằng giọng trầm trầm, ngươi bảo ai là nhãi con, ông đây tên thiên thần này. Giang thần lúc này người bừng bừng hỏa diễm muốn khiêu chiến với đám người của 18 tộc kia. Lâm Nhật Toái và tộc tưởng của vương gia cũng nhất tề xông lên, Lâm Nhật Toái mắng Giang thần ngươi dám bẫy bọn ta sao giang thần không đáp mà hắn quay qua nói với lâu dương và mấy người kia thương lượng một chuyện về sau tây bắc ngũ đại tông môn thế lực đều liên quan đến ta thế nào nếu đồng ý ta sẽ cho các ngươi thoát khỏi thiên kiếp này nói xong giang thần đưa mắt về hai người của 18 tộc kia nói đương nhiên hai người miễn nói lâm nhật toái đe dọa tiểu tử ngươi có biết 18 gia tộc ta thế lực trong huyết lộ mạnh như nào không ngươi hại bọn ta như vậy không sợ bị báo thù sao giang thần lạnh nhạt đáp ta sớm đã địch với cả thế giới thì có gì mà sợ tộc trưởng trần tộc gấp gáp nói tiểu tử đừng nói nữa mau nghĩ cách giúp bọn ta thoát đi tộc trưởng của linh xà tộc cũng dục giang thần chỉ cần ngươi giúp bọn ta thoát được về sau trong huyết lộ linh xà tộc ta bảo vệ ngươi ân xài cũng sợ hãi nói cha thiên thần mau lên giang thần hài lòng đáp vậy là đúng rồi nói rồi hắn đan tay niệm chủ mở ra bí thuật bao vây lấy mấy người lâu dương kia họ nhìn bí thuật lạ lẫm này có phần sợ hãi và kinh ngạc họ nhìn nhau hỏi thâu thiên hóa nhật sao đây là bí thuật gì lâm nhật toái và tộc trưởng vương gia đồng nhất lao lên đánh giang thần hai lão nói tiểu tử nếu bọn ta chết ngươi cũng đừng hòng sống tốt cùng chết đi giang thần đáp muốn chết à vậy tiễn các ngươi lên đường Rút lời thì một thiên kiếp sáng chói đổ xuống ba người vang vọng lại là tiếng hét thất thanh a a a trường ca nấp một phía lo lắng nói người của hai mười tám gia tộc này đều đã mất khí tức có điều sự phụ đã đốt hai đạo hồn mà vẫn không độ qua mục hữu đức cũng sợ hãi hỏi vừa rồi đã đốt cháy đế vương đằng bây giờ lại đốt cả bất tử điều vậy hắn không phải về sau không có đạo hồn nữa sao trường ca đáp bây giờ quan trọng là mệnh của hắn. Lô Dương đứng trầm ngâm nghĩ, tiểu tử này phi phàm, chỉ đáng tiếc hắn không độ qua được nhiều thiên kiếp như vậy. Trong lúc mọi người đang trầm ngâm, Trừng Ca thay vì đứng đó lo lắng thì nhất quyết xông ra chỗ Giang Thần. Mục Hữu Đức liền gọi, "Quay về, cô điên rồi." Nhưng Trừng Ca nhất quyết đi ra, cô nói, "Bỏ đi, bỏ đi, kiếp này được gặp ngươi là may mắn rồi. Ta còn lưu luyến đạo hồn này của ta làm gì?" Cô toàn lực xông ra, ánh mắt cương quyết nói, "Hôm nay ta dùng 36 liên bảo vệ ngươi một mạng." Hy vọng ngươi về sau đừng khiến thiên hạ sinh linh này thất vọng. Cô dùng hết sức lực của mình tạo nên một luồng ánh sáng xông vào trong thiên kiếp để bảo vệ Giang Thần. Nhưng thiên kiếp này đến thần còn khó qua khỏi, người như cô chẳng mấy chốc đã bị đánh bật ra, miệng tôn toàn máu tươi. Giang Thần gấp gáp ôm lấy cô, hắn nhìn Trừng Ca yếu ớt trên tay mình chua xót hỏi, sao cô phải khổ vậy? Trừng Ca đáp, thiên kiêu thì là thiên kiêu, không có đạo hồn thì đã sao. Lúc này người của 18 gia tộc xuất hiện rất nhiều, toàn bộ có tu vi thiên nhân ngũ suy. Một tên đứng đầu đi ra lớn tiếng nói, lưu thiên giới nên làm một cuộc thanh trừng lớn rồi diệt tây bắc ngũ đại tông môn trước rồi từ từ giải quyết lũ người ngoài các ngươi giang thần nhìn đám người này một lượt hắn lo lắng nghĩ 12 vị thiên nhân ngũ suy 18 gia tộc này đúng là hùng hậu thật trong huyết lộ không thể sử dụng hàng thần cấm thuật toi rồi lô dương đi ra phía trước đối đáp với người kia nếu không phải các ngươi phong ấn thủ hộ giả thật sự trong huyết lộ lưu thiên giới ta sao có thể bị đánh vỡ nếu không phải các ngươi liên hợp với dị tộc lưu thiên giới ta đâu bị hạn chế ở đây mãi mãi không được ra ngoài càng nói tiếng của lô dương càng lớn ông hét về đám người 18 tộc kia ngươi muốn chiến thì chiến đồng loạt người phía sau lô dương cũng hưởng ứng mà hét lên chiến lô dương ngoài đầu lại nói với giang thần các ngươi đi đi đây là chiến tranh của lưu thiên giới ta ban đầu thiên nguyên thần vương vì bảo vệ lưu thiên giới mà hy sinh bây giờ bọn ta cũng nên cống hiến một phần sức lực rồi lô dương hoài niệm nói ngươi rất giống thiên nguyên ít nhất cách độ kiếp rất giống nếu còn cơ hội linh thạch khoáng vẫn sẽ cho ngươi mục hữu đức khi này nói với giang thần hóa ra kiếp thứ ba của ngươi là vì bảo vệ lưu thiên giới lô dương nghe được lời này ông ta liền ngộ ra hóa ra ngươi thật sự là thiên nguyên chuyển thế bọn ta chờ ngươi quay về ba ngày sau giang thần bế quan tu luyện tới thần cảnh hạ vị khi này các đồ đệ không muốn liên lụy đến người sư phụ giang thần này sau khi chiến tranh bắt đầu đã phân tán khắp nơi hẹn gặp lại nhau ở cuối huyết lộ nhận trường ca vì giang thần mà đốt võ hồn tu vi khó tránh khỏi tổn hại không biết tình hình thế nào rồi còn mục hữu đức tiểu tử này mấy ngày nay không biết đi đâu rồi đang lúc triển miên suy nghĩ thì tiếng mục hữu đức chợt giang lên hắn mang theo cả một cỗ quan tài đi tới nói đến rồi huyết lộ phía sau khó khăn vẫn trùng trùng mau dung hợp cơ thể kiếp thứ ba của ngươi ta còn chờ ngươi bảo vệ đấy Giang Thần giật mình nhìn Mục Hữu Đức đáp, "Bảo vệ ư? Chẳng trách Lương Tâm ngươi đột nhiên xuất hiện như vậy." Mục Hữu Đức nói, "Mà tình hình ở Lưu Thiên giới không lạc quan cho lắm, Đại Thiên phủ bị diệt môn, chỉ có Lâu Dương và Lâu Tổ trốn thoát ra ngoài. Hơn nữa nghe nói bọn họ hồng hách bắt người ngoại lai và Lưu Thiên giới tu sĩ làm huyết tế gì đó, muốn phá vỡ huyết lộ phong ấn để đến Vô Thần Đại Lục." Giang Thần hơi bất ngờ hỏi, "Dùng người sống hiến tế ư? Nếu thật sự để bọn họ vào Vô Thần Đại Lục, sợ là sẽ biến lớn mất." giang thần trầm tư nói kiếp trước ta ở đoạn thiên sơn nhìn thấy một đại hình truyền tống trận có lẽ chính là bọn họ dùng để nối liền với vô thần đại lục đợi sau khi ta tỉnh chúng ta đưa đoạn thiên sơn đi có lẽ có thể ngăn cản được bước chân của chúng mục hữu đức kinh ngạc hỏi đoạn thiên sơn đưa qua đó kiểu gì giang thần đáp trực tiếp rời mục hữu đức tưởng giang thần nói vui hắn nói đùa gì vậy ngươi muốn rời đoạn thiên sơn đi sao giang thần nhớ lại ký ức kiếp trước ở trận chiến sinh tử đó dị tộc đã nói với hắn rằng thiên nguyên lưu thiên giới và vô thần đại lục cuối cùng cũng là của bọn ta thôi giang thần đã đáp rằng một mình ta là cản được các ngươi rồi còn bây giờ thần minh của cửu tiêu thần giới sắp giáng lâm các ngươi công chiếm lưu thiên giới kiểu gì rồi trận chiến đẫm máu đổ ra người chết ngã xuống như ngả dạ giang thần lúc đó đã nghĩ ta với sức lực bản thân kéo dài đến bây giờ cho dù là chết cũng đủ rồi lần chết này không biết lúc nào mới quay lại được đây là ký ức của thiên nguyên ú dị tộc đó suýt nữa tấn công được lưu thiên giới và vô thần đại lục giang thần sợ hãi nghĩ thế mà có dị tộc có thể tác chiến với thần minh ở trên cửu tiêu thời cổ rốt cuộc đã ẩn giấu bí mật gì tiếng mục hữu đức cắt ngang dòng suy nghĩ của giang thần này đây là cơ thể của thiên nguyên thần vương ngươi chỉ lấy một quyền thần kỹ mà muốn đổi sao khi giang thần nằm vào chiếc quan tài mà mục hữu đức đưa hắn mới kinh ngạc phát hiện bên trong có một tờ giấy mục hữu đức để lại nó ghi giang huynh mãi không tỉnh bán ngươi vớt được một khoản ngươi đang trên núi mây mưa sướng vô cùng tận ta ở ngoài thành chờ ngươi chỉ của giang thần tức muốn điên người hắn mắng mục hữu đức tên tôn tặc này bỗng lúc này hắn ngửi thấy một mùi lại đây là cái gì thơm quá mùi này khiến hắn nhớ tới các vị đồ đệ của mình nhưng hắn liền vào mặt tự nhắc nhở mình không được ta đã nạp thêm một thị nữ sống sờ sờ chôn cùng với thiên nguyên thần vương mới đổi lại được hơn nữa tiểu tử bán cho ta nói muốn chế phục hệ liệt gì đó còn đặc biệt là một bộ quần áo đang nghĩ thì người giang thần thì bị cô gái đè lên hắn giật mình hoảng hốt chuyện này thế là nào nhỉ